chương 1070, Đại điển sắc phong. Thời gian cứ dần dần trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, sáng sớm ngày thứ ba, tiếng chuông trang nghiêm vang vọng khắp ba giới đại lục, đạo hải của đạo thần tông, 999 lục địa hạ giới, 99 lục địa trung giới, còn có 9 lục địa thượng giới, giờ phút này, toàn bộ đều có tiếng chuông vang vọng như xuyên thấu cả hư không, tiếng chuông này vang vọng 99 tiếng, đại biểu cực hạn, cũng đại biểu cho đại điển sắc phong được tất cả đệ tử đạo thần tông chú mục, đại điển này sẽ được tiến hành trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này, trừ chiến đường phải phòng ngừa liên minh tiên tộc xâm nhập ra, tất cả các đệ tử còn lại đều đã thông qua truyền tống trận đế chạy về đạo thần tông, tham gia đại điển sắc phong. Nơi cử hành đại điển chính là hư vô giữa chính đại lục thượng giới, bắt đầu từ hôm nay cho đến khi đại điển kết thúc, chính đại lục thượng giới này sẽ tản hết bức tường cản trở đi, đế bất cứ đệ tử nào cũng có thế tới, thậm chí trực tiếp tham dự vào. Buổi sắc phong này tiến hành đến màn cuối là sau khi 10 điện hạ trải qua khiêu chiến và thí luyện, cuối cùng sẽ được chân chính sắc phong làm điện hạ. Đại biểu đến từ tam đại chân giới còn lại sẽ tới gặp và chứng nhận 10 người thừa kế đạo thần tông. Những sứ giả đến từ tam đại chân giới cũng có rất nhiều, mà cũng đều là người nổi bật của chân giới thậm chí dựa theo tập tục thì sẽ còn có một cuộc tỷ thí giữa những người thừa kế của tứ đại chân giới như đạo thần chân giới vậy. Đại sự náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua cũng là đại điển vô cùng long trọng. Sáng sớm, theo tiếng chuông khuếch tán, từng trận nổ vang vọng khắp nơi trên đại lục, tiếng nổ vang này chấn động thiên địa, khiến cho thiên không dường như cũng rung rẩy dưới âm thanh này, thậm chí ở phía dưới, nơi đạo hải cấm địa của đạo thần tông, tiếng sóng biến đánh ra cũng vang vọng chính tầng trời âm thanh này được truyền ra từ những chiếc trống lớn của 999 đại lục hạ giới, trống lớn này to lớn trăm trượng, cần trăm người vung quanh rồi đánh cùng lúc thì mới truyền ra tiếng nổ vang. Ở trên 99 đại lục trung giới cũng có tiếng trống nổ vang của trống lớn ngàn trượng. Tiếng chuông trên các đại lục của đạo thần Tông Hòa vào nhau, vô số tu sĩ chờ xuất phát chờ nghi thức được bắt đầu. Một lát sau, trong chớp mắt tiếng chống kinh thiên động địa truyền ra, một âm thanh uy nghiêm đến từ hư không bỗng nhiên vang vọng thắp thiên địa tu sĩ bọn ta, cho dù là đại điển sắc phong thì cũng không xa hoa, tất cả trang nghiêm là đủ. Tất cả đạo thần đều lấy đệ tử ngoại tộc làm căn cơ, không thế thiếu được, cho nên nhóm người đầu tiên chính là đệ tử ngoại tộc của 999 đại lục hạ giới. Theo âm thanh vang vọng, tiếng trống nổ vang, từng đạo cầu vòng chợt bay lên từ 999 đại lục hạ giới rồi vọt thẳng đến hư không của đại lục thượng giới, cầu vòng vô số. Đứng ở bất kỳ một vị trí nào trên đạo thần tông thì cũng có thể thấy được cầu vòng đầy trời, số lượng vô tận giống như cơn mưa đột ngột mọc lên từ mặt đất, nghịch chuyển lên trời, 10 vạn, trăm vạn, cho tới ngàn vạn cầu vòng đồng thời xuất hiện ở trên thiên không. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người rung động đến mức cả đời đều không thể quên được, giờ phút này, thiên địa dường như bị xé nứt, trời cao dường như cũng muốn quỳ gối, ngàn vạn cầu vòng kinh thiên động địa gào thét như muốn kéo cùng phong lên, dường như có thế khiến tất cả các quy tắc đều nát bấy. Từng đạo cầu vòng nhanh chóng xuyên qua 99 đại lục trung giới rồi xông về hư không trong chín khối đại lục thượng giới. Những nơi họ đi qua, 99 đại lục trung giới đều chấn động, khiến đại địa chỗ Tô Minh quay cuồng, khiến cuồng phong quét ngang tám phương, tạo ra một trận mưa cầu vòng. Tất cả những điều này đủ đế cho tất cả mọi người rung động. Đây cũng là tôn trọng đệ tử ngoại tộc đạo thần tông, cũng đế cho bất kỳ tộc nhân dòng chính thông qua cảnh tượng này mà hiểu được cho dù là dòng chính, cho dù là điện hạ thì cũng phải vô cùng coi trọng đệ tử ngoại tộc, bởi vì bọn họ là căn cơ, theo ngàn vạn cầu vòng gào thét dần dần kết thúc, khi tiếng nổ vang từ từ tiêu tán, khi toàn bộ ngàn vạn tu sĩ đều bước vào hư không giữa chính đại lục thượng giới thì âm thanh uy nghiêm trong hư vô lại truyền ra, bước vào tiếp theo chính là tất cả tộc nhân dòng thứ của đạo thần tông. Tổ tiên các ngươi làm tất cả vì đạo thần tông, mà các ngươi cũng đương nhiên được đạo thần tông che chở, chúng ta tin tưởng trong tộc nhân dòng thứ các ngươi nhất định sẽ xuất hiện cường giả vượt xa tổ tiên các ngươi, làm phấn chấn huyết mạch của các ngươi, để các ngươi quay về dòng chính, trong chớp mắt âm thanh này vang vọng, tất cả tu sĩ của 99 đại lục trung giới đều cùng nhau bay ra. Số lượng của bọn họ ít đi rất nhiều, chỉ có khoảng gần trăm vạn tu sĩ gào thét mà đi, chạy thẳng tới hư không, trong bọn họ, tu vi nào cũng có tuy khí thế và cuồng phong không sánh bằng ngàn vạn đệ tử ngoại tộc nhưng vẫn có khí thế kinh thiên trong đạo thần tông bước vào cuối cùng chính là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông sở dĩ các ngươi là dòng chính là vì tổ tiên của các ngươi được liệt vào tông lão đường hôm nay chỉ cần bọn họ còn tồn tại nhất mạch của bọn họ cũng sẽ là tộc nhân dòng chính nhưng nếu các ngươi vì vậy mà cùng ngạo không đi về phía trước thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày khi tổ tiên các ngươi vẫn lạc hoặc thọ nguyên kết thúc mà chết đi các ngươi sẽ thành dòng thứ, sẽ mất đi tư cách kiêu ngạo, giờ phút này, âm thanh già nua uy nghiêm vô cùng mãnh liệt, thậm chí trong đó còn mang theo một luồng uy áp khiến tuyệt đại đa số tộc nhân dòng chính nghe được đều tâm thần rung lên, sau đó tất cả mọi người đều đột ngột bay lên từ mặt đất, bộc phát ra toàn bộ tu vi. Tổng cộng ước chừng mấy vạn cầu vòng toàn bộ bay ra từ 99 đại lục, mấy trăm tộc nhân dòng chính trên đại lục của Tô Minh cũng đều bộc phát ra toàn bộ tu vi. Trong tiếng nổ vang vọng mấy vạn người liền phá vỡ thiên không, chạy thẳng tới hư vô ở giữa chính đại lục thượng giới. Cuối cùng là 10 người được sắc phong thừa kế đạo thần tông lần này, thập đại điện hạ của đạo thần tông. Nhưng 10 người các ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay các ngươi vẫn chỉ là điện hạ chưa chính thức chứ không phải điện hạ chân chính. Các ngươi cần tiếp nhận khiêu chiến, nếu trong khiêu chiến mà có người thất bại thì các ngươi sẽ mất đi tư cách điện hạ. Bất kỳ một đệ tử nào thắng được các ngươi thì đều có thế có được thân phận của các ngươi cho dù đệ tử này là đệ tử ngoại tộc, cho dù là đệ tử dòng thứ, chỉ cần chiến thắng các ngươi thì bọn họ sẽ thay thế các ngươi tất cả. Cho dù các ngươi vượt qua khiêu chiến thì cũng phải tiếp nhận thí luyện, nếu thất bại trong thí luyện, nếu chính người thất bại mà còn lại một người thì chính là độc nhất vô nhị. Nếu một người thất bại mà chính người vượt qua thì đạo thần tông cũng có chính điện hạ. Nếu toàn bộ đều thất bại thì sẽ lại lựa chọn 10 người khác làm điện hạ, lại triển khai khiêu chiến và thí luyện, cho nên các ngươi phải quý trọng thân phận hiện tại của các ngươi. Thập đại điện hạ bước vào, âm thanh già nua nghiêm nghị đã vượt qua trình độ tộc nhân dòng chính lúc trước, giờ phút này, âm thanh vang vọng, lập tức có mấy đạo cầu vòng bay ra ở vùng đất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hư vô, thần sắc bình tĩnh, cất bước đi lên thiên không, nheo mắt nhìn lại, giờ phút này, tính cả Tô Minh thì trên thiên không cũng chỉ có 10 đạo cầu vòng bọn họ cùng nhau đến khoảng hư vô giữa chính đại lục thượng giới dần dần tất cả cũng nhìn thấy nhau gần như trong chớp mắt bọn họ nhìn lại tô minh lập tức cảm giác được trong phút chốc toàn bộ chính người này đều nhìn về phía mình toàn bộ chính người này đều là nam tử bộ dạng phần lớn là trung niên nhưng từ bộ dáng thì không thế nào nhìn ra tuổi tác của một người bọn họ nhìn tô minh tô minh cũng nhìn bọn họ ánh mắt xoẹt qua lẫn nhau rồi lập tức dời đi 10 người hóa thành cầu vòng sông về phía hư không tỷ thí đã vô hình được triển khai lúc này ai tốc độ nhanh nhất thì sẽ thể hiện tu vi cao nhất mà tốc độ chậm nhất mặc dù không phải tuyệt đối nhưng trên phương diện trực giác thì vẫn thấy là người yếu nhất người như vậy thường sẽ trở thành trọng điếm lựa chọn khiêu chiến của các đệ tử khác người chọn thập đại điện hạ chính là do khẩu dụ của đạo thần lão tổ định ra nhưng chỉ là định ra mà thôi những tộc nhân dòng chính khác dòng thứ còn có hàng ngũ đệ tử ngoại tộc khổng lồ Đông đảo cường giả, ai có thế chân chính tuân mệnh được chứ? Cho nên giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía đám người tô minh đều mang theo vẻ bất thiện. Ra tay một lần, dương danh đạo thần trở thành điện hạ được vạn người cúng bái. Đối với tộc nhân dòng chính mà nói, cho dù cuối cùng cũng không thế nào vào được chủ đạo thần nhưng vẫn có đầy đủ huy hoàng. Những tộc nhân dòng thứ giả tâm có không ít, nhất là đệ tử ngoại tộc thì lại càng mài quyền soàn soạt. Có lẽ đây là lần duy nhất không để ý đến huyết mạch mà có thế tranh đoạt thật sự. Cho nên khi 10 người Tô Minh phi hành trong hư không, ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ đều rơi vào 10 người, trong đó có không ít người nhìn về phía Tô Minh. Dù sao so với 9 người khác thì trong suy nghĩ của mọi người, Tô Minh có vẻ thần bí và xa lạ hơn. Giờ phút này, 10 vị điện hạ của Đạo Thần Tông liền hóa thành 10 đạo cầu vòng gào thét mà đi. Mặc dù không xuất ra toàn bộ tu vi nhưng tốc độ cũng cực nhanh, chỉ trong phút chốc đã chạy thẳng tới hư không, trong ba người có tốc độ nhanh nhất nam tử trung niên mà lúc trước đã sai bảo đạo phi tiên dò xét Tô Minh chính là người đầu tiên. Hai mắt Tô Minh chợt lóe một tia không thể nhìn thấy, bước về phía trước, cả người nhoáng lên một cái, nhất thời tiếng nổ bình truyền ra như âm phát, xung quanh xuất hiện một đoàn khí vụ lớn, lập tức vòng quanh thân thế hắn, ngay lập tức, khi bước chân của hắn rơi xuống, hắn liền vượt qua ba người đầu tiên, cất bước đi vào khoảng hư không giữa chính mảnh đại lục thượng giới, thứ Tô Minh muốn chính là lớn lối là kinh sợ nên hắn không che giấu tốc độ của mình mà bộc phát ra chẳng qua thực ra tốc độ này chưa phải là toàn lực của tô minh hắn không cần quá nhanh chỉ cần nhanh hơn chín người khác là được rồi âm thanh nổ vang vang vọng chín người còn lại cũng lần lượt bước vào hư không mười người các ngươi lập tức trở về vị trí cũ của... màn đầu tiên của đại điển sắc phong khiêu chiến bắt đầu tất cả người tham gia khiêu chiến bất luận sinh tử âm thanh già nua lập tức tản ra trong âm thanh này lộ ra một luồng khí tức tiêu sát và lạnh như băng tràn ngập tám phương, chương 1071, khiêu chiến 700 vạn. Hư vô ở giữa chính nơi đại lục thượng giới, từ 99 đại lục ở trung giới ngẩng đầu nhìn lại thì phạm vi hư vô không quá lớn, nhưng thật ra nếu đặt mình vào trong đó mới thấy ra hư vô này là vô biên vô hạn, nơi này đủ dung nạp ngàn vạn người cùng tồn tại, đã vậy còn có rất nhiều chỗ trống trải. Giờ phút này trong hư vô tồn tại 11 đài sen to lớn, đài sen ở chính giữa có phạm vi lớn nhất, gần mấy vạn mét, vòng quanh bên nó là 10 đài sen nhỏ hơn chút. Bên ngoài cùng là từng vòng tròn đá ánh sáng năm sắc, trên mỗi tảng đá đang đứng một tu sĩ đạo thần tông. Đá ánh sáng năm sắc chi chít ánh chiếu nơi này rực rỡ sắc màu, tu sĩ đứng bên trên nhiều cỡ ngàn vạn. Liếc mắt nhìn tình cảnh này cực kỳ rung động tâm thần, còn ở ngoài cùng thì vòng quanh một vòng trống to, từng tiếng trống sụp sôi truyền khắp khung trời, quanh quẩn hư vô. Trên một đài sen to nhất chính giữa có một ông lão đứng đó, lão mặc áo dài màu vàng, khuôn mặt giả nua nhưng đôi mắt mở lóe tia sáng. Hễ ai bị ánh mắt này nhìn vào sẽ có cảm giác sức sống toàn thân sôi trào, có thể cho người tạo thành loại cảm giác này, chỉ có một loại khả năng. Người này là một sinh cảnh đại năng, hơn nữa không phải sinh cảnh bình thường, chắc là ở cảnh giới này rất lâu, tu vi thâm hậu, cường đại đủ rung động lòng người. Sau lưng ông lão còn có ba người, Tô Minh từng gặp họ, chính là tông lão chủ trì tất cả sự vụ đạo thần tông trong trăm năm nhưng nhìn vị trí họ đứng có thể thấy ra địa vị không cao bằng ông lão sinh cảnh đài sen ông lão đứng xung quanh là từng vòng hao văn điêu khắc thủy thú cực kỳ tinh mỹ xa hoa những hoa văn này cỡ vài ngàn nhưng hiện tại trống rỗng trong đám người có kẻ hiểu lập tức tỉnh ngộ những đồ án này là để dành cho chân chính sắc phong kẻ từ ba đại chân giới tới chúc mừng cùng với lời nói tang thương của ông lão khuếch tán phút chốc chính điện hạ đi chung với Tô Minh người lắc lư, phân tán trên 10 đài sen xung quanh. Tô Minh đạp bước rơi vào một trong số đó, khoảnh khắc hắn bước lên đài sen thì dưới chân đài sen tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt, không chỉ có đài sen dưới chân Tô Minh mới như vậy, chính tên điện hạ còn lại cũng tương tự. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh, như ở trong hư vô nở 10 đóa sen sáng lạng, thậm chí có mùi thơm tràn ngập tám phương. Tình hình này khiến 10 người Tô Minh trong khoảnh khắc bị mọi người chú ý, trở thành ánh mặt trời sáng nhất trong đạo thần tông, đạo thần tông của ta. Ông lão sinh cảnh ở trên đài sen lớn nhất thanh âm trước sau như một già nu cùng uy nghiêm, chậm rãi vang vọng, lấy đệ tử ngoại tộc làm gốc, lấy tộc nhân chi thứ làm mạch lạc, nhưng tộc nhân dòng chính mới là hồn của đạo thần tông. Vì vậy 10 người các ngươi dù chỉ là chuẩn điện hạ nhưng có thể biểu hiện các ngươi khác với người ngoài, ban cho tư cách đứng trên liên hoa đài đạo thần, lão phu thay thế đạo thần lão tổ tạm thời ban cho 10 người các ngươi liên hoa tinh thần thánh bào. Áo bào này không phải hoàn toàn thuộc về cá ngươi, phải xem trong lần đại điển này các ngươi có thể đứng đến cuối cùng không. Lão phu nói thẳng cho 10 người các ngươi biết, nếu áo này không mở ra, chỉ mặc trên người đã cho 10 người các ngươi mượn dùng lực lượng khí vận đạo thần, khiến các ngươi ở cảm ngộ, tu hành vượt xa người ngoài gấp trăm lần. Có được áo này, tu hành một năm tương đương với trăm năm sau khi thật sự mở ra thì trình độ phòng hộ của nó có thể chịu được một kích hết sức từ trưởng cảnh đại năng, thậm chí bên trong còn ẩn chứa một ý niệm của đạo thần lão tổ. Ý niệm này chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cho dù là một lần cũng khiến một trưởng cảnh đại năng chết, khi các ngươi trở thành điện hạ chân chính thì sẽ đi bên ngoài đất lão tổ bế quan, áo này sẽ do đạo thần lão tổ đích thân mở ra, cùng với thanh âm của ông lão vang vọng, ngàn vạn người xung quanh hít thở dồn dập. Cùng lúc đó, 10 người Tô Minh đứng trên đài sen tỏa ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng chói lọi, hoa sen nở, từng cánh hoa xuất hiện vòng quanh 10 người Tô Minh, cùng lúc đó, tinh thần thánh bào của họ nở rộ ánh sáng chói lòa, như đang phản chiếu cùng những cánh hoa. Trong thời gian ngắn, những cánh hoa lao hướng 10 người Tô Minh, khoảnh khắc dung nhập vào trong tinh thần thánh bào. Chớp mắt, bao gồm Tô Minh, y phục của 10 người thay đổi ngôi sao bên trong di động vẽ ra một đóa hoa sen nở rộ do vô số ngôi sao tổ thành. Tô Minh con người co rút, hắn cảm nhận được từ y phục truyền đến hơi thở kỳ lạ, hơi thở này nhanh chóng tẩm bộ thân hình, khiến tinh thần phấn chấn. Dường như vết thương trong người đang nhanh chóng hồi phục một phần, rồi còn lực lượng một năm tu hành bằng trăm năm, Tô Minh cảm nhận rõ ràng, tốc độ thời gian chảy trong y phục này hoàn toàn khác với bên ngoài, năm tháng chảy xuôi khác nhau, khiến người mặc y phục ở trong mắt người ngoài chỉ là một mảnh mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt thật, có cảm giác tùy thời dung nhập vào hư vô, loại giao nhau giữa hư ảo và chân thật tự nhiên hình thành bí ẩn, bí ẩn biến thành uy nhiếp, là loại chênh lệch cường đại giữa thân phận và địa vị. Không chỉ mình Tô Minh cảm nhận được, chính tên điện hạ khác cũng biến sắc mặt, cúi đầu nhìn đóa sen nở của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt xung quanh tập trung vào 10 người Tô Minh, trong ánh mắt có tham lam, không cam lòng, ghen tị và hâm mộ. Các loại biểu tình, suy nghĩ ở trong ngàn vạn người như thấy chúng sinh mọi mặt, chắc 10 người các ngươi đã nhận ra công hiệu của y phục này. Lão phu có thể nói cho các ngươi, đóa sen nở rộ trên thân các ngươi là chí bảo mà đạo thần lão tổ đích thân luyện chế trong khi bế quan. Lão chí bảo này còn có một thần thông càng khủng bố, tên của nó giống như y phục, gọi là Thịnh Thế Liên Hoa, đó là thần thông mà đạo thần lão tổ hiểu ra lúc bế quan, thần thông dung nhập vào y phục của các ngươi, do các ngươi tự động mở ra khiến y phục ghi nhớ trạng thái mạnh nhất của các ngươi như đông lại thời gian giây phút đó khi các ngươi bị thương nặng gặp nguy hiểm sinh tử có thể kích phát thuật này nghịch chuyển sức mạnh năm tháng chớp mắt hồi phục đoạn thời gian mà y phục ghi nhớ trạng thái mạnh nhất của các ngươi ông lão sinh cảnh lạnh nhạt nói lời nói thông dong khiến người ngoài không nhìn ra sự thật là lão cũng rất động lòng thịnh thế liên hoa này ông lão sinh cảnh còn như vậy càng đứng nói tới ba tông lão sau lưng ngàn vạn tu sĩ xung quanh hí thở dồn dập như có xếp đánh ngang tai, từng ánh mắt vô cùng thao khát, chiến ý như đốt cháy toát ra từ ánh mắt ngàn vạn người. Ai là điện hạ thì người đó có thể có được. Dù ngươi là đệ tử ngoại tộc, dù đời này ngươi không thể trở thành chủ nhân đạo thần, nhưng ngươi sẽ luôn có được thịnh thế liên hoa này. Vậy thì bây giờ bước đầu tiên đại điển sắc phong, khiêu chiến, thần thức của các ngươi dung hợp cùng nơi đây, ánh mắt nhìn thấy, chiến ý trong lòng máy động người có khát khao mãnh liệt nhất sẽ tự động được truyền tống đến đài sen điện hạ mà các ngươi định khiêu chiến. Hãy lựa chọn chuẩn điện hạ mà các ngươi muốn khiêu chiến. Hãy tới đây, đệ tử có đá ánh sáng năm sắc thì đều có tư cách khiêu chiến. Nhưng lão phu phải nhắc nhở các ngươi lần cuối, người khiêu chiến không được giết người, nhưng 10 điện hạ bị khiêu chiến thì có quyền giết chóc. Ông lão sinh cảnh liếc ngàn vạn tu sĩ xung quanh, ngoái đầu nhìn hướng 10 người tô minh. Mỗi khi các ngươi thành công chiến thắng một người thì đài xem dưới chân và y phục trên thân các ngươi sẽ toát ra sức sống, khiến các ngươi lập tức hồi phục tất cả vết thương, cái này do lão phu cung cấp, cho dù các ngươi liên tục bị khiêu chiến mãi đến 7 ngày sau kết thúc thì sẽ không thiếu sự sống. Các ngươi cứ yên tâm chiến đấu đi. Ông lão sinh cảnh lạnh nhạt nói, biểu tình của ông lão sinh cảnh không kiêu ngạo nhưng giọng nói có sự tự tin, lão vung tay áo, thanh âm truyền khắp tám hướng, khiêu chiến, bắt đầu thanh âm ồn ồn vang vọng hư vô, trong ngàn vạn tu sĩ có người toát ra chiến ý mãnh liệt, dung hợp cùng hư vô, lao tới 10 người Tô Minh, chỉ trong chớp mắt, đài sen nơi Tô Minh đứng phát ra tiếng nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ, trên đầu Tô Minh bỗng có mây mù biến ảo như đang va chạm mãnh liệt. Đài sen của mấy người khác đa số là như vậy, nhưng xem mức độ mây mù va chạm thì kém xa chỗ Tô Minh kịch liệt. Phút chốc trên 10 đài sen có một phù văn cổ xưa xuất hiện trong va chạm, 10 bình đài, 10 phù văn nhưng hình dạng không giống nhau, phù văn này là văn tự viễn cổ, nó đại biểu cho một con số, đại biểu trong chớp mắt đó có bao nhiêu người tới khiêu chiến 10 người này. Phù văn trên đài sen của mỗi người đều biểu thị con số đại khái người khiêu chiến, cùng với phù văn đài sen xuất hiện, từng tiếng động xôn xao như sấm sét truyền ra từ ngàn vạn người, đó là ai? Số người khiêu chiến hắn đạt tới 700 vạn, người này xa lạ, chắc hắn là đạo không rồi xem ra các vị đồng tông đều do dự với người này nên đa số lựa chọn khiêu chiến với hắn. Không phải nói có tin đồn người này giết đạo phi phong, còn tiêu diệt mấy vạn tu sĩ liên minh tiên tộc sao, vậy thì sao? Người hầu của tên này mạnh mẽ cho nên mới làm được điều. Trong tiếng xôn xao, Tô Minh ngẩng đầu nhìn mây mù bên trên va chạm hình thành phù văn đại biểu con số, biểu tình âm trầm. So với Tô Minh thì mấy điện hạ còn lại tối đa chỉ khoảng 100 vạn tu sĩ phát ra khiêu chiến. Chương 1072, chào mọi người, ta tên là Đức Thuận. Khi Tô Minh nhíu mày thì trên đài sen của hắn xuất hiện một bóng người, cùng lúc đó, đài sen của mấy điện hạ còn lại cũng có người khiêu chiến truyền tống đến, chỉ có hai đài sen là không có người đạo thần tông đi khiêu chiến. Trong gió một cái đứng một điện hạ là thanh niên. Thanh niên biểu tình lạnh lùng, quanh thân toát ra khí lạnh, mơ hồ như đông lại, đặc biệt là ở trán gã có ấn ký bông tuyết chớp lóe. Đài sen của gã không có người khiêu chiến, còn có một đài sen cũng không có người khiêu chiến, đó là một người đàn ông trung niên biểu tình trắng bệch, mỉm cười khoanh chân ngồi, biểu tình lạnh nhạt, tay cầm một hạt châu tỏa ánh sáng lam, toát ra ánh sáng nhu hòa hoàn toàn trái ngược với cảm giác thanh niên cho mọi người, nhưng vẫn có người tới khiêu chiến, Tô Minh biểu tình âm trầm, đổi lại là ai, khiêu chiến mới vừa bắt đầu chớp mắt có 700 vạn người cùng truyền ra chiến thư thì sẽ nhíu mày 700 vạn người tương đương 7 phần số người nơi đây. Đặc biệt là giờ phút này gã đàn ông xuất hiện trên đài sen Tô Minh đứng, giây phút xuất hiện thì gã ngửa đầu cười to, trong tiếng cười ẩn chứa hoen hoang. Đắc ý, đầu tiên gã không thấy Tô Minh mà xoay người nhìn đám người đứng sau lưng, chắp tay, hưng phấn nói, đa tạ các vị đạo hữu cùng Tông Kim Nhường, hàm ta may mắn trở thành người khiêu chiến thứ nhất nơi đây. Hãy để ta đến xem đạo không điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Giờ phút này, gã đàn ông được nhiều người chú ý lấn lướt Tô Minh, gã cười khằng khặc quay đầu, nhe răng cười nhìn hắn, ánh mắt lộ tham lam. Gã đàn ông dơ lên chân phải đạp xuống đài sen, đi tới gần Tô Minh. Chính lúc này, ở vị trí mép xung quanh đài sen giấy lên màn sáng, màn sáng ngăn cách chỗ này và bên ngoài, khiến người ngoài không thể trông thấy bên trong đài sen. Vậy là người ngoài không thấy bên trong, sẽ không biết chiến đấu diễn ra như thế nào. Cùng với màn sáng xuất hiện, ánh mắt Tô Minh quét quanh màn sáng, không chút để ý gã đàn ông đến. Thân thể gã đàn ông vang tiếng nổ, phút chốc tu vi trung kỳ vị giới phát ra từ người gã, tu vi càng quét tám hướng giấy lên lốc xoáy quanh quẩn xung quanh, gã đàn ông mắt chợt lóe, giơ lên tay phải ấn pháp quyết, trong khoảnh khắc lốc xoáy bên cạnh gã mạnh co rút, ở trước mặt gã hóa thành phong nhẫn to lớn, rít gào như muốn triển khai hư vô lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, người gã đàn ông nhoáng lên, cất bước đi hướng Tô Minh, giờ phút này, có tiếng hét thê lương từ màn sáng xung quanh truyền đến, đó là tiếng sinh mệnh vang lên trước khi người khiêu chiến bị giết. Câu Minh nhíu mày, không thèm nhìn phong nhẫn rít gào đến, tay phải dơ lên vung trước mặt. Lập tức phong nhẫn sắp đến mạnh chấn động giữa không trung, chớp mắt tan vỡ, bị chia năm xẻ bảy không tan biến mà dạt ra. Gã đàn ông ngẩn ngơ, phong nhẫn bay ngược lại tăng tốc độ gấp mấy lần. Gã đàn ông mặt tái nhợt, định thụt lùi nhưng không cách nào nhanh hơn phong nhẫn văng trở lại chốc chốc tiếng hét thê lương truyền ra, thân hình gã đàn ông bị đánh hướng giữa không trung trực tiếp bị ném ra khỏi màn sáng, chi năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe, khi Tô Minh kết thúc trận khiêu chiến thứ nhất thì bên cạnh đài sen có người khiêu chiến cũng yên tĩnh lại. Máu tán ra, tất cả người khiêu chiến khoảnh khắc hình thần đều diệt, nhưng giây phút trên đài sen của các điện hạ không còn người khiêu chiến thì lại có một bóng dáng xuất hiện, lần này ở trên đài sen của Tô Minh là một ông lão, lão vừa xuất hiện liền nheo mắt, lắc người thân hình vặn vẹo biến mất trong không khí tô minh biểu tình như thường không chút thay đổi biến mất cũng tốt không biến mất cũng thế tô minh giơ chân phải đạp xuống đài sen bùng một tiếng lấy hắn làm trung tâm không gian mấy vạn mét đài sen khoảnh khắc đông lại cách tô minh trăm mét phái bên phải người ông lão chớp mắt xuất hiện bị đông cứng trong hư vô không gian đè ép tựa đứng lại ông lão vẽ mặt hoảng sợ lộ vẽ không thể tin tô minh ngoái đầu liếc lão giơ tay phải cách không chộp lão Phúc chốc thân hình ông lão không tự chủ được lao hướng Tô Minh, bị hắn bóp cổ. Tô Minh lạnh lùng siết chặt tay, đối với người khiêu chiến thì thái độ của Tô Minh chính là tiêu diệt, chỉ cần dám khiêu chiến, kết cuộc sẽ là cái chết. Tô Minh vốn không có hảo cảm với đạo thần Tông, giờ phút này có thể quan minh chính đại diệt sát, tự nhiên hắn sẽ không mềm lòng nương tay. Bùng một tiếng, cổ ông lão nát bấy, bao gồm nguyên thần đều bị diệt. Ông lão bị Tô Minh ném ra ngoài màn sáng. Giây phút ông lão bị ném ra, trong đài sen người khác không thấy xuất hiện bóng dáng thứ ba. Khi bóng người ấy xuất hiện thì vang tiếng cười, rốt cuộc đến phiên ta, đạo không, thịnh thế liên hoa này để bổn thiếu da mặt sẽ càng đẹp hơn. Cùng với thanh âm là một người đàn ông trung niên, trên người gã mặt tinh thần bào, đây là một tộc nhân dòng chính. Có thể mặc tinh thần bào thì chắc chắn là tộc nhân dòng chính, dù số lượng tộc nhân dòng chính của đạo thần tông có mấy vạn người, nhưng đối với đạo thần tông khống chế toàn chân giới thì chế tạo mấy vạn tinh thần bào chỉ là một sợi lông trâu, còn tinh thần thánh bào thì số lượng ít hơn nhiều, dù sao cùng là tộc nhân dòng chính nhưng có chia chủ yếu và thứ yếu. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên xuất hiện, Tô Minh biểu tình lạnh lùng tiến lên một bước. Tiếng cười của người đàn ông trung niên còn quanh quẩn, khi thấy Tô Minh đến gần, gã lùi ra sau, dơ lên tay phải ấn pháp quyết chỉ hướng hắn, đạo hóa sinh hình. Cái chỉ này khiến thân thể gã quá dị héo rút, chớp mắt biến thành như bộ xương, nhưng có luồng sáng đen bắn ra từ đầu ngón tay gã. Khoảnh khắc ánh sáng đen xuất hiện liền tan vỡ, hóa thành vô số tơ đen trước mặt Tô Minh, hình thành một cái lưới lớn phủ trùng hắn. Võng đen lập tức tới gần, sắp đụng vào Tô Minh, khóe môi hắn cong lên nụ cười trào phúng. Tô Minh giơ lên tay phải chọc hướng võng to màu đen. Bùng một tiếng, võng to đen bị Tô Minh chọc trong tay. Tình cảnh này khiến người đàn ông trung niên hít ngụm khí, thân thể vội thụt lùi lại, lòng hoảng sợ. Người đàn ông trung niên tự nhận mình có thần thông cực kỳ cường đại, coi như là người vị giới đại viên mãn cũng không có khả năng tay không dám đi bắt, lực lượng từ cái lưới có thể biến đổi con người, khiến người ta mất đi lý trí. Người đàn ông trung niên dùng thuật này từng ám toán nhiều kẻ có tu vi cao thâm hơn gã, hiện giờ lần đầu tiên thấy có người nhưng lại đi bắt mà không hề chịu ảnh hưởng, người đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi người đàn ông trung niên đang định thụt lùi nhưng Tô Minh thả tay phải ra, lưới to đen bị hắn nắm bắn ngược ra lao hướng người đàn ông trung niên. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên biến sắc mặt định chạy ra khỏi đài sen, tiếng hét thảm vang lên, gã bị lưới to đen của chính mình bao trùm, chớp mắt toàn thân khô héo, ngay cả tinh thần bào cũng vỡ vụn. Y phục này dù sao chỉ là tinh thần bào, không phải thánh bào, cho nên phòng hộ có hạ, Tô Minh liên tục giết ba người, hắn lười nhìn xem đài sen của điện hạ khác. Tô Minh đứng đó chờ người thứ bốn xuất hiện. Phút chốc bóng dáng thứ bốn hiện ra, thời gian trôi qua, người thứ bốn, thứ bảy, thứ mười. Nửa ngày sau Tô Minh liên tục khiêu chiến, đã diệt sát gần như hơn 400 người. Tô Minh không chú ý bên ngoài, cũng không biết mấy điện hạ khác như thế nào, nhưng giết chóc thế này dù là hắn cũng thấy phản cảm. Tuy nhiên, Tô Minh muốn nhìn xem trong cuộc giết chóc này rốt cuộc còn có bao nhiêu người có gan lại tới khiêu chiến. Tô Minh đang chờ, đợi một người xuất hiện, chân chính có tư cách tới khiêu chiến chính mình, vậy thì chém giết mới càng say sưa. Tô Minh biết giết chóc cứ tiếp tục thế này, người ngoài không dám tham gia, dần sẽ xuất hiện người có tu vi cao sâu, Tô Minh mắt chợt lóe, trên đài sen lại xuất hiện một bóng người. Hắn chỉ liếc mắt liền thấy ra tu vi của người đến, không ngờ là sơ kỳ vị giới, tu sĩ như vậy làm Tô Minh nhíu mày, chỉ một giây, bóng dáng ấy hoàn toàn rõ ràng, đó là một thanh niên cao gầy. Gã vừa xuất hiện liền lùi lại mấy bước, mặt lộ nụ cười nịnh nọt, liên tục vái Tô Minh, điện hạ đừng ra tay đừng ra tay, tiểu nhân không phải tới khiêu chiến. Hình tượng sáng ngợi của điện hạ danh chấn bốn chân giới, tiểu nhân làm sao dám ra tay trước mặt người, người thổi một hơi là có thể trực tiếp đưa tiểu nhân về bụng mẹ ngay, xin điện hạ thành toàn, cho tiểu nhân vài giây thời gian, chỉ vài giây thôi. Thanh niên gầy gò lộ vẻ mặt nịnh nọt rất chuyên nghiệp, trong không có chút giả dối, Tô Minh ngẩn ra thanh niên gầy lòng toát mồ ôi hộp, lại vội vàng lùi mấy bước ra ngoài màn sáng. Khi nửa người lộ ra bên ngoài màn sáng đài sen, cổ gã đổ lên ngửa đầu rống to, các lão, tiểu gia, các vị đạo hữu trung giới, hạ giới, các vị tiền bối, các vị đồng tông, các vị ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, thúc thúc bá bá tẩu tử đại cô nương, chào mọi người, ta có đang dược thượng hảo, có nhiều lá bùa, và có đao thương kiếm kích, nếu mua nhanh, mua nhiều tặng nhiều hãy nhớ kỹ bản hiệu của ta, ta tên Đức Thuận, là Đức của Phẩm Đức, Thuận là mua đồ Thuận buồm xuôi gió. Ta ở hạ giới thứ 333 đại lục, chỗ của ta mọi bảo bối đều là vật siêu phẩm ra ngoài chinh chiến, bảo đảm hàng tốt, còn có thể đặt mua, thanh niên hết xong, trong thời gian ngắn mọi người ngay ra tại chỗ. Thậm chí mấy đài sen cũng tô minh ha dừng chém dết, ép ông lão sinh cảnh mắt lộ tức giận. Thanh niên rụt đầu, định nọt chấp tay hướng Tô Minh rồi vội vàng lao ra khỏi màn sáng. Chương 1073, hiện tại đã hiểu chưa? Chào mọi người. Ta tên là Đức Thuận, thanh âm sụp sôi, lời nói còn quanh quẩn. Đức Thuận thành công hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, thành công tuyên truyền vật mình muốn mua bán ra ngoài. Có thể dự kiến được tương lai mối làm ăn của Đức Thuận sẽ vì hôm nay, giây phút này mà tăng vọt. Có thể nghĩ ra cách này tuyệt đối không phải người bình thường, cần có can đảm rất nhiều và nghị lực, chịu nguy hiểm sinh mệnh. Phải biết rằng nếu Đức Thuận phán đoán sai sót thì rất có thể mất mạng tại đài sen này. Vì vậy kiểu tuyên truyền mạo hiểm sinh mạng này khiến Tô Minh ngẩn ra, sau đó buồn cười. Huống chi Đức Thuận trừ mạo hiểm sinh mạng ra còn cần có bối cảnh nhất định. Nếu không thì ở đại điện sắc phong trang nghiêm gây ra chuyện như vậy đủ bị đạo thần tông lấy tội họa loạn tông môn trách phạt. Nhẹ thì nhốt giam, nặng thì phế tu vi. Hiển nhiên Đức Thuận không phải người ngu dốt, nếu không thì sẽ không nghĩ ra kiểu tuyên truyền như vậy cho mình. Chắc là Đức Thuận có điểm tự tin, không quá lo sẽ chọc tới trưởng bối đạo thần tông nơi đây dẫn đến đại họa. Ông lão Sinh Cảnh ở đài sen chính giữa ánh mắt tức giận nhìn Đức Thuận chạy vội tới trước định trở về thạch đài của mình, hừ lạnh, đè ép tức giận, hạng tự cam đọa lạc, nếu còn có ai bắt trước thì đừng trách lão phu xử trí theo tông quy. Giọng của ông lão Sinh Cảnh mang theo uy nghiêm vang vọng tám hướng, không ngờ không trách phạt ngàn vạn tu sĩ xung quanh cúi đầu mau chóng truyền thần niệm cho nhau các ngươi không biết đi người tên đức thuận và bối bang tông lão chủ trì dạy điển sắc phong có liên hệ huyết mạch còn có chuyện như vậy nói vậy là tên đức thuận cũng là tộc nhân dòng chính nhưng tại sao tu chân tinh cư ngụ ở đại lục hạ giới nếu không phải như vậy thì tại sao bối bang tông lão nói là tự cam đọa lạc ta có biết chút ít chuyện này bởi vì trước kia ta và đức thuận ở cùng đại lục có nghe nói về người này Nghe nói người này có thiên phú cực kỳ ưu dị, nhưng cố tính không thích tu luyện, chuyên môn yêu thích làm đan dược, bù để buôn bán. Sau đó Đức Thuận lén xuống đại lục hạ giới, ở tại đó không đi. Còn có rất nhiều chuyện nhưng ta không biết được, thần niệm vù vù, dù ông lão sinh cảnh bối ban tông lão biết nhưng chỉ nhíu mày, không quá chú ý, bối ban tông lão sắc mặt âm trầm, hung tận trừng Đức Thuận ở phía xa trong đám người đang bận rộn nói chuyện ồn vào với người xung quanh, đôi khi mở áo lộ thật nhiều dược bù treo sát bên người bối ban tông lão thầm thở dài hạt trọc lông ở trong túi trữ vật của tô minh nhưng lấy thần thông kỳ dị của nó đương nhiên nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài hạt trọc lông kích động hét chói tai trong đầu tô minh nhân tài đây là nhân tài tô minh ngươi nói xem tại sao ta không nghĩ ra được điều này chứ hạt bà nội nó lão tử cũng muốn ra ngoài uy phong một phen nói cho mọi người biết lão tử muốn thu mua tinh thạch thật nhiều tinh thạch. Hiển nhiên hạt trọc lông bị hành động của Đức Thuận kích thích, kêu gào muốn lao ra, người lấy cái gì để thu mua tinh thạch. Tô Minh lạnh nhạt truyền ra thần niệm, hạt trọc lông ngẩn ra, qua một lúc không nói nên lời, hiển nhiên đang suy tư nó nên dùng cái gì để thu mua. Trong khi hạt trọc lông suy tư thì đài sen Tô Minh ở lập tức lại xuất hiện một bóng người. Cuộc khiêu chiến vòng đi vòng lại bắt đầu, 400 người, 500 người, 600 người. Tô Minh luôn giết chóc trên đài sen, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù giết chóc vẫn đang tiếp tục nhưng Tô Minh nhíu mày, trước đó Tô Minh đã cảm thấy có điều không đúng, dựa theo đạo lý thì giết chóc như vậy người bên ngoài không thể nào vẫn cứ chen chút đến khiêu chiến được. Nhưng tình huống hôm nay không hề khác với lúc bắt đầu. Tô Minh suy tư một lúc, khóe môi cong lên, nếu đã có người muốn chịu chết thì không thể trách Tô Minh hắn độc ác, mặc dù người ngoài không thấy hình ảnh giết chóc trên đài sen, nhưng theo thời gian trôi qua, những người khiêu chiến đều bị tiêu diệt, tình hình này làm người ngoài thấy run sợ. Cuộc khiêu chiến thứ một ngàn sắp kết thúc, ngàn vạn tu sĩ bên ngoài đa số ánh mắt tập trung vào đài sen của Tô Minh. So với mấy đài sen khác thì chỗ Tô Minh có thể nói là huyết quang ngập trời. Bên trên không trung xuất hiện mưa bụi, có hai phù văn lấp lóe, trong đó một phù văn biểu thị số lượng người khiêu chiến, một phù văn đỏ khác biểu thị số người chết tại đài sen. Phù văn đỏ rõ ràng biểu thị đã có hơn ngàn người chết đài sen mấy chỗ khác rõ ràng không kịch liệt bằng chỗ tô minh, tối đa chỉ hơn 400 người, ít nhất thì, thanh niên mặt lạnh lùng, người đàn ông trung niên mặt trắng bệt nhưng biểu tình dịu dàng, hai người khoanh chân ngồi, từ đầu đến cuối, trong vòng một ngày, không có bất cứ người nào tới khiêu chiến, như vậy là trừ đài sen của hai người rất bắt mắt ra, chỉ có chỗ tô minh mới trở nên rực rỡ tương xứng với họ. Một bên là không người nào dám tới khiêu chiến, một bên thì là giết chóc ngập trời trừ người tên đức thuận ra tất cả người dám khiêu chiến đều chết hết có đôi lúc uy danh tạo ra từ giết chóc ví dụ như tô minh vào phút này ánh mắt ngàn vạn tu sĩ xung quanh đầy nghiêm túc giết ngàn người gần có tu vi nhất định mới làm được quan trọng hơn là chỗ tô minh không một lần nào thi triển áo thịnh thế liên hoa hấp thụ sức sống hồi phục tu vi so với những điện hạ bị khiêu chiến một ngày trừ thanh niên mặt lạnh người đàn ông trung niên ôn hòa ra thì còn lại ít nhất hồi phục tu vi một lần nhiều nhất thì là mấy lần, nhưng dù là vậy vẫn không thể phán đoán quá rõ ràng, dù sao tất cả đài sen bị màn sáng che đậy, không thể thấy rõ bên trong, cũng không biết trong số những người khiêu chiến có cường giả không, nhưng dù thế nào thì có thể trong một ngày giết hơn một ngàn người, việc này mang đến rung động như uy nhiếp dần bao phủ tinh thần ngàn vạn người xung quanh, khi ngày khiêu chiến thứ nhất kết thúc, tất cả màn sáng trên đài sen tan biến. 10 điện hạ bao gồm tô minh dần lộ thân hình ra. Tô Minh biểu tình âm trầm, một ngày giết chóc khiến hắn rất bực. Tô Minh muốn cường giả thật sự để chiến đấu chứ không phải diệt sát nhàm chán thế này. Tô Minh càng lúc càng nghi hoặc về nơi này, trong một ngày giết chóc, đặc biệt mấy trăm người nửa phần sau có khá nhiều đều là xuất hiện nhìn thấy Tô Minh thì ngẩn ra, sau đó mới ra tay. Nếu chỉ là một ngày thì thôi, nhưng trong trăm người gần như phân nửa đều là vậy, điều này khiến Tô Minh nổi lên nghi hoặc. Điều này rõ ràng là các tu sĩ vốn không tới khiêu chiến Tô Minh nhưng không hiểu tại sao bị truyền tống đến đài sen của hắn. Cuộc khiêu chiến ngày thứ nhất kết thúc, nhưng các tu sĩ của ta không cần nghỉ ngơi quá lâu, sau 2 tiếng đồng hồ thì bắt đầu khiêu chiến tiếp. Ông lão sinh cảnh bối ban lít 10 người Tô Minh, lạnh nhạt nói, mấy người khác đương nhiên không phản đối lời của ông lão sinh cảnh bối ban. Mắt Tô Minh chợt lóe, lần đầu tiên ở trong đại điển sắc phong, trước mặt ngàn vạn tu sĩ bình tĩnh nói, ta có thắc mắc. Giọng Tô Minh vang vọng tám hướng, lập tức hấp dẫn ánh mắt ngàn vạn người, bao gồm chính điện hạ cũng liếc mắt nhìn. Khi chính tên điện hạ nhìn hướng Tô Minh thì đa số biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, nói đi. Ông lão sinh cảnh bối ban lạnh nhạt nói, ba tông lão sau lưng ông lão sinh cảnh bối ban, đặc biệt là ông lão mặt đen ánh mắt chợt lóe, lòng thầm cười nhạt. Hôm nay trong số người khiêu chiến đạo ta thì có khá nhiều hiển nhiên không phải khiêu chiến với ta, tại sao lại truyền tống lên đài sen của đạo ta? Lời vừa thốt ra, lập tức ngàn vạn tu sĩ xung quanh biểu tình ngay ra, nhưng dường như hiểu được điều gì, cười khẽ. Nhiều người hợp lại tiếng cười ở trong hư vô ngàn vạn tu sĩ ở hóa thành tiếng cười. Tiếng cười kia có một ít chói tai, dường như đang trào phúng tô minh vô tri. Ngay cả ông lão mặt đen cũng cười, mấy điện hạ khác, trừ thanh niên lạnh lùng, người đàn ông trung niên ôn hòa ra thì bảy người cười to, trong nụ cười có châm chọc. Ngươi ở đất chấn danh vượt qua mấy chỗ, ở mấy bậc. Ông lão sinh cảnh bối bang trong tiếng cười của ngàn vạn người xung quanh nhíu mày nhìn Tô Minh. Tô Minh nhíu mày, chuyện này bổn điện hạ còn nhớ, đạo không ngươi ở đất chấn danh chỉ là chỗ thứ nhất, bậc thứ bảy. Trong mấy điện hạ lập tức có thanh niên tóc dài, mắt phượng cười đáp, ngươi nói sai rồi, không phải bậc thứ bảy, đạo không điện hạ ngàn năm không trở về nên tự động giáng cấp. Ta còn nhớ ba tháng trước nhìn thấy đã tuột xuống bậc một bên cạnh thanh niên mắt phượng cũng là một điện hạ, cổ có cái bớt bắt mắt, người đàn ông trung niên cười nói, chuyện này không cần bối ban công lão giải thích, ta có thể giải thích dùng cho đạo không ngươi. Ngươi ở đất chấn danh có phẩm cấp quá thấp, mà trong số chúng ta ai cũng vượt qua chỗ thứ nhất chấn danh rồi, thậm chí đạo lâm, đạo pháp, hai vị điện hạ là cường giả vượt qua đất chấn danh thứ hai, còn có ngàn vạn đạo hữu xung quanh có rất nhiều người phẩm cấp vượt qua ngươi, Vậy nên dù bọn họ khiêu chiến chúng ta thì bởi vì phẩm cấp đất chấn danh không đủ nên mới bị truyền tống tới chỗ ngươi, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ông lão sinh cảnh bối ban nhìn Tô Minh, không thèm để ý lạnh nhạt nói, cùng với lời của mấy người truyền ra, ngàn vạn người phát ra tiếng cười càng dữ hơn, từng tiếng chói tai làm những tộc nhân dòng chính, đệ tử ngoại tộc quen thân với đạo không sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chương 1074, bây giờ hiểu rồi. Trong đám người Thiếu nữ gầy gò Mã Phi có cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Mã Phi thừa nhận cô cố ý không nói cho Tô Minh biết bí mật đất chấn danh, ý muốn xem Tô Minh bị cười chê, dù sao Mã Phi bị sư phụ sắp đặt ở bên cạnh Tô Minh, khiến cô không thể cùng đồng bạn đi đại lục hạ giới chơi đùa, việc này khiến cô rất bất mãn, hơn nữa từ nghĩ của Hứa Tuệ khiến Mã Phi thầm bất bình, vậy nên cô đã giấu giếm mọi chuyện, nhưng cô không ngờ Tô Minh có huyết mạch kim sắc, thậm chí là ba vị tông lão cũng phải cúi đầu. Mã Phi căng thẳng đi theo Tô Minh trở về đại lục, đã quên mất trước đó nhắc tới việc liên quan đất chấn danh, tiếng cười chói tai của mọi người quanh quẩn, họ hiếm khi có cơ hội ngay mặt cười nhạo một vị điện hạ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Giờ phút này tiếng cười càng lúc càng lớn, mượn tiếng cười trút ra ghen tị, hâm mộ trong lòng họ, ngược lại Tô Minh biểu tình vẫn bình tĩnh, chẳng có một chút biến hóa. Sau khi nghe ông lão sinh cảnh bối bang, Mấy điện hạ khác giải thích xong Tô Minh thản nhiên gật đầu, nhưng người hiểu Tô Minh nếu trông thấy tình hình này chắc chắn lòng lạnh lẽo, bởi vì hắn không phải là loại người rộng lượng, trừng mắt tất báo, vui buồn thất thường là những hình dung tốt nhất cho tính cách của hắn. Ví dụ như mấy điện hạ bóng gió, ông lão sinh cảnh bối ban bỏ qua, Tô Minh nhìn thấy hết, nhớ trong lòng. Đám người ai cười to nhất cũng bị Tô Minh nhớ kỹ bộ dạng, thì ra là vậy, cũng tốt, chẳng phải có hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi sao. Đạo ta đi trước." Tô Minh gật đầu, nhấc chân đi hướng hư vô, bỏ lại tiếng cười của người xung quanh, không lẽ là mất mặt quá nên vội vã rời đi, chắc chắn rồi, không ngờ trong đạo không điện hạ Tinh Minh thế mà hỏi ra vấn đề ngu dốt như vậy, chẳng phải là tự tìm trào phúng sao? Nói không chừng tức quá đi đất chấn danh chỗ thứ nhất tìm về đẳng cấp lúc trước. Người này có thể liên tục diệt ngàn người khiêu chiến thì đương nhiên có thực lực, nói không chừng hắn sẽ thành công, thành công thời gian 2 tiếng đồng hồ, trừ phi hắn là cường giả kiếp dương, nếu không thì tối đa chỉ 5, sáu bậc, không được đến 7 bậc như trước, ngàn vạn người xung quanh cười ồ lên, bỗng nhiên có người kinh kêu, thật sự đi đất chấn danh chỗ thứ nhất, hắn, tốc độ nhanh quá, tốc độ này, theo tiếng kinh kêu vang vọng, mấy người khác nhìn sang, họ trông thấy một cầu vòng đủ vạch phá hư vô, tốc độ mắt thường không trông thấy, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, xông vào chính chỗ đại lục thượng giới, đất chấn danh tại đại lục thứ nhất tốc độ này hắn có tu vi gì vậy có lẽ chỉ có tốc độ cực nhanh dù sao có hai tiếng đồng hồ hắn không thể vượt qua nhiều bậc trên đài sen lúc trước mấy điện hạ nói sách mé liếc nhau khi họ mới truyền thần niệm cho nhau thì ánh mắt ngàn vạn tu sĩ cũng vừa trông thấy ở trong mắt họ cầu vòng do tô minh biến thành rơi vào đất chấn danh chỗ thứ nhất một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến hư vô rung động bùng phát mãnh liệt ầm thanh âm mãnh liệt khiến ngàn vạn người tinh thần rung lên, biểu tình của họ thay đổi cực nhanh, bởi vì họ đều biết có thể làm thượng giới phát ra thanh âm như vậy, từ chỗ đất chấn danh thứ nhất truyền đến, chỉ có một đáp án, đó là tiếng đá rơi bậc thứ nhất, thành công vượt qua mới hình thành tiếng nổ, xem như là đất chấn danh mỗi lần đều phải xông lại từ đầu, nhưng, nhưng, tốc độ nhanh nhất của bậc một là bao nhiêu? Ta còn nhớ là 7 giây, nhưng hắn, tại sao tốc độ nhanh như vậy? người này người này làm sao vượt qua ngàn vạn người biến sắc mặt mấy điện hạ cười nhạt dù giật mình nhưng không có nhiều rung động dù sao đây chỉ là bậc thứ nhất bất cứ ai trong số họ đều có thể nhẹ nhàng vượt qua nhưng khi họ cười lạnh thì ầm ầm hai tiếng kinh thiên động địa vang vọng khung trời chốc lát sau phát ra từ đất chấn danh chỗ thứ nhất hình thành sóng âm gợn sóng càng quét bốn phía dấy lên cuồng phong riết gào giờ phút này càng nhiều người biến sắc mặt bao gồm mấy điện hạ lúc trước mỉa mai tô minh cũng biểu tình nghiêm túc nhưng đám người chưa kịp suy tư cùng sáo động thì đột nhiên ba tiếng kinh thiên động địa liên tục lại vang lên trong khung trời ba tiếng nổ điếc tai như liền cùng hai tiếng trước chấn động trời đất rốt cuộc khiến mấy điện hạ lúc trước trào phúng tô minh biến sắc mặt đây đây là tốc độ gì điều này không thể nào đây là tầng thứ ba người nhanh nhất tầng thứ ba cũng dùng gần 20 giây tiếng xôn xao nổi lên bốn phía xung quanh ngàn vạn người có khá nhiều đứng bật dậy, giật mình nhìn hướng đất chấn danh chỗ thứ nhất, biểu tình biến đổi như muốn chính mắt thấy. Ngay lúc này, lại vang tiếng đổ chấn động tinh thần mọi người, lần này trong phán đoán của mọi người nên là 4 tiếng, nhưng sự thật không phải 4 tiếng mà là 15 tiếng. 15 tiếng kinh thiên động địa lay động khung trời, mặt đất như đứng lặng, thời gian như tạm dừng, tất cả tinh thần biến động đều đông lai, tất cả thanh âm bị che ngoài tai, chỉ có tiếng nổ là vang vọng. 15 tiếng, tại sao xuất hiện 15 tiếng, đây là cùng lúc vượt qua tầng thứ tư, tầng thứ năm, điều này sao có thể, trừ phi. Trừ phi là người này không có dựa theo quy tắc, mà là cưỡng bức chống lại, tiếng ầm ỉ vang vọng mãnh liệt, không chỉ mấy điện hạ lúc trước trào phúng tô minh hoàn toàn biến sắc mặt, trừ thanh niên lạnh lùng, người đàn ông trung niên ôn hòa đứng cạnh họ ra, còn lại mọi người biểu tình cực kỳ nghiêm túc, ngàn vạn người xung quanh có khá nhiều người bay đến, lao hướng đất chấn danh chỗ thứ nhất bọn họ muốn nhìn gần Tô Minh làm sao thực hiện được, nhưng đám người mới bay lên thì lại vang 15 tiếng mãnh liệt biết tai. Lần này bao gồm thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ôn hòa, hai vị điện hạ từ khoanh chân đứng bật dậy, nhìn hướng đất chấn danh chỗ thứ nhất, thậm chí ông lão sinh cảnh bối ban con ngươi co rút, đất chấn danh chỗ thứ nhất sau lưng cũng biểu tình khác biệt. 15 tiếng lần thứ hai hiển nhiên là bậc thứ bảy, thứ 8 bị Tô Minh vượt qua trong giây lát. Chuyện này ở trong đạo thần tông không nói trước giờ chưa từng có, nhưng cũng đã vạn năm không xuất hiện. Người xung quanh có vài trăm vạn rít cào thi triển tốc độ nhanh nhất của mình lao hướng đất chấn danh chỗ thứ nhất. Biểu tình của họ có chấn kinh, một chút kích động cùng hưng phấn. Bọn họ chấn kinh là tốc độ xông quan của Tô Minh. Kích động cùng hưng phấn là vì tình hình này khiến họ mong chờ. Họ mong chờ đạo không biểu đạt sự càng rỡ rốt cuộc có thể xông đến mức độ nào không lẽ hôm nay ở trong đất chấn danh chỗ thứ nhất lại có thêm một người thông quan nữa sao ha ha trời phù hộ đạo thần tông ta ngàn năm trước kẻ có thể xông qua đất chấn danh chỗ thứ nhất không đến ngàn người nhưng chỉ ngàn năm thời gian đã có số người gấp mấy lần xông hết cửa ải khi mấy trăm vạn cầu vòng rít gào lao hướng đất chấn danh chỗ thứ nhất chỗ tô minh ngẩng đầu nhìn lên trời chỗ tô minh đứng là một bình đài hình tròn to lớn có phạm vi vài chục vạn trượng trên bình đài có từng vòng khắc ấn như vòng tuổi đang tỏa ánh sáng chói lòa, trước mặt Tô Minh, chính giữa bình đài hình tròn có một cột sáng to lớn phóng lên cao, trên cột sáng có ngàn cái tên xếp hàng, nó đại biểu những người thành công xông quanh Xung quanh cột sáng vòng quanh rất nhiều thú hình rồng đang rít gào hướng Tô Minh, Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, lạnh lùng liếc qua, cột sáng bình đài chỉ mũi nhọn, xung quanh nó long thú ngửa đầu rít gào, thân hình chớp mắt biến thành thiên thạch không lồ đập xuống chỗ Tô Minh đứng bậc thứ nhất là một khối lạc thạch, bây giờ là bậc thứ 9, số lượng lạc thạch biến thành 99 khối, chúng nó rơi xuống, mỗi một khối ẩn chứa lực lượng tu sĩ Kiếp Dương dốc hết sức, tương đương với 99 cường giả Kiếp Dương cùng anh kích, không phải hạng bình thường có thể đón đỡ. Sự thật là thử thách đất chấn danh chỗ thứ nhất không phải cứng rắn chống mà là né tránh cùng tốc độ, chỉ khi có tốc độ đầy đủ, năng lực né tránh mới hình thành một loại tiềm lực tiên tri, tiềm lực này mới là trọng điểm đất chấn danh chỗ thứ nhất thông qua loại khiêu chiến này có thể khiến tốc độ của tu sĩ càng nhanh, nắm chắc hơn né tránh một kích trí mạng của kẻ địch. Có vài lúc nếu không có đủ tu vi cứng rắn đón đỡ cường địch, nhưng nếu có đủ tốc độ thì vẫn an toàn chiến đấu được, khóe môi tô minh cong lên nụ cười nhạt. Khi 99 khối long thú biến thành lạc thạch dán xuống thì hắn nâng chân phải đạp mạnh xuống bình đài hình tròn. Bùng một tiếng, trùng kích mãnh liệt từ dưới chân tô minh khuếch tán, hắn vọt ra, dơ lên tay phải đấm hướng bầu trời một đấm này khiến trời đất ầm vang ảo ảnh nắm đấm to lớn lộ ra trên người tô minh rít gào lao hướng bầu trời nắm đấm đi qua đâu khi lạc thạch đụng vào ảo ảnh nắm tay liền tan vỡ thành nhiều mảnh cùng lúc đó khi tất cả lạc thạch vỡ vụn chiến tiến đổ đại biểu tô minh thông quan vang vọng trời đất điếc tai tựa như ngàn vạn tu sĩ suy đoán tô minh căn bản không nhìn quy tắc nơi đây hắn có tu vi mạnh mẽ cứng rắn xông qua trời đất ầm vang khi các tu sĩ còn đang trên đường lao tới thì Tô Minh nhảy người lên, lao hướng đất chấn danh chỗ thứ hai. Tô Minh hoặc là không động, nếu động thì sẽ một lần chấn động. Trên cột sáng bình đài sau lưng Tô Minh cũng vào phút này bên trên cao nhất chớp lóe cái tên, đạo không, chương 1075, đất chấn danh 1. Chính tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến khung trời vào khoảnh khắc này vang tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó, đất chấn danh chỗ thứ nhất tỏa ánh sáng ngập trời, lấp lánh tám hướng những tu sĩ đạo thần tông trên đường tới ai nấy khựng lại, ánh mắt nhìn đất chấn danh chỗ thứ nhất chất chứa rung động, không chỉ là họ, hiện tại trong chỗ hư vô sắc phong, những đệ tử đạo thần tông chưa bay ra biểu tình biến đổi, có mấy điện hạ giống như tô minh con ngươi co rút, tốc độ của tô minh thật sự quá nhanh, lúc trước hắn rời đi cho đến thông qua na chính bậc đất chấn danh chỗ thứ nhất, sử dụng thời gian chỉ hơn 100 giây. Thời gian như vậy dẫn đến oanh động, cộng thêm bản thân đất chấn danh chỗ thứ nhất vốn khó khăn đủ hình thành bảo tố càng quét bát hoang, coi như là thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ôn hòa thì biểu tình từ thản nhiên biến nghiêm túc. Còn có ông lão sinh cảnh bối ban trên đài sen to nhất mắt lóe tia sáng âm u, ba vị tông lão sau lưng lão biểu tình khác nhau. Trong đó ông lão mặt đen mắt lóe tia sắc bén, trong đám người, thiếu nữ gầy mã phi trạng mắt há hốc mồm. Dù trong lòng Mã Phi đoán Tô Minh có thể xông qua đất chấn danh chỗ thứ nhất nhưng không bao giờ ngờ sẽ là tốc độ nhanh như vậy. Trong đám người, Đức Thuận lúc trước ở trên đài sen của Tô Minh tuyên truyền cho mình giờ co rụt đầu, mắt xoe tròn, lập tức vọt nhanh đi, phát tài, lần này nhất định có thể phát đại tài. Trên mặt của Đức Thuận lộ vẻ hưng phấn, bay nhanh, Đức Thuận lao hướng đám tu sĩ chạy nhanh tới đất chấn danh chỗ thứ nhất. Tô Minh dùng hành động của mình hoàn toàn đập tan những tiếng cười nhạo châm chọc trước đó hắn dùng hành động nói cho mọi người biết đất chấn danh bình thường nếu hắn muốn qua thì chẳng có một chút khó khăn. Giờ phút này Tô Minh cất bước lên trời, biến thành cầu vòng rạch phá bầu trời. Mọi người xa xa nhìn Tô Minh rít gào lao hướng đất chấn danh chỗ thứ hai. Đất chấn danh chỗ thứ hai, hắn đi chỗ thứ hai. Đất chấn danh chỗ thứ hai khó khăn gấp mấy lần chỗ thứ nhất, cho dù hắn vượt ải cực nhanh nhưng chưa chắc thành công ở chỗ thứ hai. Nhưng ta rất mong chờ ngươi này có thể thành công. Không thể nào, đất chấn danh chỗ thứ hai thử thách ý chí, chỗ đó tồn tại ảo cảnh mạnh mẽ không phải người bình thường có thể vượt qua. Trong điện hạ chỉ có đạo lâm, đạo pháp là sông tới bậc chính, cũng không thể nói như vậy, dù sao đạo thần tông ta số người xông qua đất chấn danh chỗ thứ hai có vài trăm, nhưng tốc độ nhanh nhất mất 6 tiếng, có lẽ người này không đủ thời gian, mọi người xì xầm bàn tán, ai nấy lao nhanh đi hướng đất chấn danh chỗ thứ hai. Trên đài sen chính tên Điện Hạ còn lại trừ Đạo Lâm, đạo pháp biểu tình hơi nghiêm túc ra, số còn lại sắc mặt âm trầm, thời gian 2 tiếng đồng hồ, hắn không có khả năng xông qua đất chấn danh chỗ thứ hai. Đúng vậy, đặc biệt là ảo cảnh tầng thứ ba, cho dù biết nó là giả vẫn khó giữ cho ý chí bất động. Người này, hừ, khi mấy điện hạ truyền thần niệm thì Tô Minh biến thành cầu vòng rạch phá hư vô, bước vào đại lục thứ hai, bên ngoài đất chấn danh chỗ thứ hai, cũng là bình đài hình tròn khổng lồ, bên ngoài cột sáng to lớn vòng quanh mấy thú hình rồng. Khi Tô Minh tới gần, mấy lông thú rít gào hướng hắn, khi tiếng gầm rống vang lên, Tô Minh không chút do dự đạp vào bình đài hình tròn này, giây phút Tô Minh bước vào, lập tức từ trong cột sáng vang thanh âm đầy uy nhiếp, kẻ xông quang, tên gì, thanh âm này chẳng có một chút cảm xúc dao động, bình tĩnh quanh quẩn, truyền vào tinh thần những tu sĩ lao nhanh tới, đạo không. Tô Minh lạnh nhạt lên tiếng, khi Tô Minh thốt lời thì cục sáng tỏa ánh sáng nhu hòa bao phủ thân thể Tô Minh. Một lát sau, thanh âm không có tình cảm dao động đầy áp lực lại vang lên, "Đạo Không, đất chấn danh chỗ thứ hai, bật ảo cảnh, mở ra." Thanh âm biến mất, thế giới trước mặt Tô Minh bỗng thay đổi, biến thành hư vô. Hư vô này đen thẳm, có từng tiếng rít kỳ dị không ngừng truyền đến từ bốn phía, ảo cảnh. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười nhạt có lẽ ảo cảnh này ảnh hưởng được người khác nhưng Tô Minh có đôi mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần huyễn, bản thân hắn trong ảo thuật ẩn chứa lực lượng tin tưởng liền tồn tại. Thí nghiệm ảo cảnh đối với Tô Minh tựa như một tu sĩ trúc cơ thí nghiệm tu vi của tu sĩ Nguyên Anh. Tô Minh thấy cách bất rắc rối nhất là ngồi xếp bằng, mặc kệ ảo cảnh thay đổi mãi đến khi tầng tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hắn vẫn không bị dao động ý chí, do đó phá ảo thuật. Nhưng cách này không đủ cuồng, không đủ hoen hoang, không như Tô Minh mong muốn. Bóng nhật nguyệt tinh thần lóe qua đáy mắt Tô Minh, khóe môi hắn cong lên. Tô Minh muốn dùng một cách người ngoài không làm được để xông qua đất chấn danh chỗ thứ hai. Cách chưa từng có này không phải ảo cảnh chỗ này thử thách Tô Minh mà là hắn dựa vào ảo thuật của bản thân thử thách chỗ này. Lấy huyển đối huyển, nhìn xem rốt cuộc ai ai nắm chắc, khống chế ảo cảnh càng tỉ mỉ hơn. Khi Tô Minh bước vào đất chấn danh chỗ thứ hai, trên bầu trời bên ngoài có mấy trăm vạn cầu vòng rít gào xung quanh, cùng nhìn hướng đất chấn danh, trong đám tu sĩ, Đức Thuận mắt tỏa sáng, tay phải sờ trong ngực, lập tức bàn tay xuất hiện một phù văn tỏa ánh sáng lam. Đức Thuận dán vào cổ mình, ngửa đầu phát ra tiếng rống to, các lão, thiếu gia, các vị ca ca, tỷ tỷ, các vị đạo hữu còn nhớ Đức Thuận không? Đức là phẩm Đức, Thuận là mua đồ của ta thì Thuận buồn xuôi gió. Hôm nay tại đây tiểu đệ mở một ván cược, cực đạo không điện hạ này trong bao nhiêu giây có thể xông qua 5 tầng. Trong 50 giây thì tỷ lệ 100, 100 giây thì tỷ lệ 50, 200 giây tỷ lệ 10, hơn 200 giây thì tỷ lệ 1. Giọng của Đức Thuận nhờ tác dụng của bùa mà như sấm sét ầm ầm vang vọng, rõ ràng vào tai mọi người trong phạm vi nhỏ này. Bùa này có thể đạt tới hiệu quả như vậy đương nhiên là vật bất phàm, phí tổn đắt đỏ, nhưng đối với đức thuận thì nếu bây giờ nắm chắc cơ hội là gã có thể kiếm lại vốn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần thậm chí trăm lần sao đức thuận có thể bỏ qua mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh liếc nhau lập tức có người nổi máu cờ bạc đi hướng đức thuận định đặt cược tại sao chỉ có năm tầng có người chất vấn đức thuận đạo hữu sau năm tầng chúng ta có thể mở ván mới không vội không vội hơn nữa chưa biết chừng đạo không điện hạ có vượt qua năm tầng này không đến khi đó chỉ cần cược phần cuối cùng là ta lỗ chắc rồi. Cơ hội hiếm có, các ngươi còn chờ cái gì, chỉ cần mấy khối tinh thạch, chỉ cần các ngươi nhìn trúng thì một khối tinh thạch lập tức biến thành 100 khối. Biến thành 50 khối, biến thành 20 khối, ít nhất cũng có thể biến thành hai khối. Đặt cược đi, mọi người hãy mau đặt cược, sắp đến thời gian rồi, trong 50 giây sẽ không nhận nữa, bây giờ còn nhận 100 giây. Đức Thuận miệng lưỡi trơn tru không ngừng rống to. Bên ngoài tiếng ồn ào không thể truyền vào trong đất chấn danh, hiện tại Tô Minh mắt chớp lóe, ảnh nhật nguyệt tinh thần càng hiện rõ ràng trong mắt hắn. Xung quanh tầm mắt Tô Minh tối đen, từng tiếng hét kỳ dị vang từ tám hướng, càng lúc càng gần, như có nhiều ác quỷ rít gào lao tới, Tô Minh hừ lạnh, nhật nguyệt tinh thần ảnh chợt lóe rực rỡ trong mắt hắn, lộ ra hình ảnh trong ý niệm của hắn. Từ người Tô Minh khuếch tán ánh sáng vàng lan tràn bốn phía, khiến khu vực hắn ở không phải hư vô hắc ám mà trở thành có trời có đất, dưới chân Tô Minh là mặt đất, trên đầu hắn là bầu trời, bên ngoài đại lục là hư vô đen. Mặt đất Tô Minh ở đang nhanh chóng lan tràn, như muốn thay thế hư vô nơi đây, chú tệ ảo cảnh, ánh sáng trời đất là ảo thuật tạo thành, hư vô đen xung quanh cũng là ảo thuật, đây là loại đối kháng giữa huyễn và huyễn. Ảo thuật từ đất chấn danh, bản thân nó tồn tại lực lượng lay động ý chí. Ảo thuật của Tô Minh ẩn chứa loại lực lượng này, ngoài ra còn tồn tại tiền linh thuật đến từ thần nguyên tinh hải, tin tưởng liền tồn tại, vậy là cao thấp đã định. Khoảnh khắc trời đất ánh sáng xung quanh Tô Minh lan tràn, hư vô đen tầng tầng tan biến, lộ ra vô số lệ quỷ giữ tượng bên trong. Những lệ quỷ phát ra tiếng hú thê lương, vội vàng thụt lùi, trong thời gian ngắn. Thế giới trước mắt Tô Minh không còn hắc ám mà toàn bộ biến thành ánh sáng rực rỡ, bậc thứ nhất qua, mở ra bậc thứ hai thanh âm lạnh lùng trước đó lại vang lên hình ảnh xung quanh tô minh biến đổi lần này xuất hiện là biển xanh dương từ xa thấy vài ngọn núi trong biển những ngọn núi biển này hình thành hình ảnh quen thuộc trong ký ức của tô minh cách dẫn ký ức của ta lại biến ảo quen thuộc dĩ vãng thuật này ngươi không am hiểu bằng ta mắt tô minh lóe tia sáng giơ lên tay phải vung trước mặt cùng với đôi mắt hắn hình thành nhật nguyệt biển rộng gió nổi mây phút sóng biển cuồn cuộn trống gầm từng tia chớp đánh xuống như tách ra cả thế giới, khiến thế giới này, biển này, núi xa xôi trong cái phất tay của Tô Minh toàn bộ nổ điếc tai, tan vỡ thành mảnh vụn, cùng với toàn thế giới tan vỡ, hóa thành mảnh vụn dạt ra, lại xuất hiện trời sao, bên trong bền bồng một tinh cầm ảm đạm. Trong tinh cầu như đã chết, không có chút sức sống, chương 1076, đất chấn danh 2. Sức sống đều tan mất, tinh cầu tựa như một thiên thạch to lớn, bên trên là màu xám ảm đạm. Một lát sau, từ trời sau phía xa có đoàn tu sĩ tới gần, khoảng 7, 8 người, lao nhanh đi ngang qua, dường như muốn nghỉ ngơi trên tinh cầu. Nhưng khi họ bước vào thì bỗng nhiên tinh cầu xám biến đổi, hóa thành trái tim to lớn đập thình thịch. 7, 8 tu sĩ hét thê lương, thân thể của họ chớp mắt bị trái tim nhảy đánh nát bấy, linh hồn bị trái tim hút đi. Sau đó trái tim đẫm máu lại hóa thành tinh cầu xám. Tô Minh từ xa nhìn hình ảnh này thì khóe miệng lộ ra cười nhạt. Tất cả đều là ảo cảnh nhưng thuộc về Tô Minh chứ không phải đất chấn danh. Đất chấn danh này như là ký ức, nhưng đó đương nhiên không thuộc về Tô Minh mà là trong một góc đất chấn danh. Trung tâm tạo thành ảo cảnh tồn tại lực lượng kỳ dị, ký ức thuộc về nó. Tô Minh lạnh lùng nhìn, giơ lên tay phải vung trước mặt, phút chốc trong trời sao có mấy trăm tu sĩ rút gào lao đến. Những tu sĩ biểu tình kinh khủng, bởi vì sau lưng họ có ngàn người truy sát gắt gao những người này dù là biểu tình hay động tác đều rất chân thật, không thấy ra có gì giả dối. Tốc độ của họ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần chỗ thiên thạch xám, một lát sau, tiếng hét thảm vang vọng. Bao gồm mấy ngàn người truy kích đều bị tinh cầu do trái tim máu biến thành đập nát thân hình, hút đi nguyên thần, ảo cảnh mà ta biết ở đẳng cấp cao nhất không phải là lấy giả loạn thật. Tô Minh khẽ nói, Tô Minh vung tay, lần này lực lượng năm tháng, từ đấy lặng lẽ trôi đi, như chớp mắt qua vạn năm trong trời sao dần xuất hiện mấy vạn đại quân tu sĩ rít gào đi ngang qua đây, cùng với tiếng tim đập thình thịch, tiếng kinh kêu, từng tiếng hét thê lương, mấy vạn tu sĩ đều diệt vong. Tinh cầu xám khuếch lớn gấp đôi, cũng không phải biến giả thành thật. Tô Minh lắc lắc đầu, tay phải lại lần nữa vung lên, năm tháng chảy xuân, một đám lại một đám, một cái lại một cái, dù là có tu vi, hay sinh linh, chỉ cần đi qua tinh cầu này đều sẽ bị nuốt trọn thân hình của nó càng lúc càng khổng lồ. Đến cuối cùng đã biến thành gấp 10 lần lúc ban đầu, cho đến một ngày này, trong trời sao có một bóng người đàn ông mặc áo dài đơn giản, tráng chớp lóe phù văn phức tạp, có mái tóc dài từ xa từng bước một đi đến, không ngờ tại đây vẫn có thể thấy một viên huyễn sao băng, xem hình dạng thì có thể sinh sản linh trí, có thể dùng làm mai sao đệ tử trong tông rèn luyện ý chí vững chắc. Người đàn ông kia mỉm cười, thanh âm nhu hòa khi người đàn ông cất tiếng nói thì tinh cầu khổng lồ tự động biến thành trái tim đỏ đập nhanh những thứ này thuộc về ký ức của tinh cầu khi nó hóa thành trái tim đỏ phát ra tiếng thình thịch thì mắt tô minh chợt lóe giơ lên tay phải chỉ hướng không khí trước mắt phút chốc trời sao yên lặng trái tim đỏ ngừng đạp người đàn ông ôn hòa cũng không nhúc nhích ta hiểu cảnh giới cao nhất của ảo thuật là bóp méo ký ức tô minh bình tĩnh nói tô minh đi hướng trời sao tới trước mặt người đàn ông mặc áo dài tay phải dơ lên vung hướng người đàn ông. Tự như xóa đi ký ức của mộ người, hoàn toàn bôi xóa bóng dáng người đàn ông tóc dài. Tô Minh ngoái đầu nhìn tinh cầu hóa thành trái tim đỏ, trong mắt nhật nguyệt tinh thần ảnh chợt lóe. Xung quanh tĩnh lặng lại hoạt động, tất cả hồi phục bình thường, tiếng tim đập lại vang khắp nơi. Tiếng tim đập có lực lượng kỳ lạ có thể khiến máu người đảo ngược, nhưng Tô Minh biểu tình bình thường, nhấc chân đi hướng trái tim. Tô Minh giơ tay phải chọc lấy nó, Tiếng đổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời sao, trong ký ức của ngươi, cuối cùng ngươi bị người đàn ông tóc dài thu phục, thành lực lượng trung tâm trấn giữ đất chấn danh chỗ thứ hai đạo thần tông. Vậy bây giờ ký ức của ngươi bị thay đổi, sẽ là ta phu phục ngươi, tay trái Tô Minh ấn pháp quyết chỉ hướng trời sao. Lập tức trời sao chấn động, một bàn tay to lớn xuất hiện lao hướng trái tim đỏ. Tô Minh tiếp tục tiến tới, chớp mắt tay phải hư không chụp cũng sinh thương xuất hiện trong tay bị hắn quăng đi cũng sinh thương kêu vù vù khoảnh khắc đâm vào trái tim đỏ mặc kệ tiếng trái tim đập chấn động trời sao tô minh không chút tạm dừng nhấc chân đi tới bên trên trái tim trong ký ức của ngươi nhất định là thất bại cho nên ngươi không thể chạy khỏi kiếp tô minh lạnh nhạt nói tô minh giơ lên tay phải năm ngón mạnh đâm vào trái tim đỏ dưới chân từ năm ngón tay của tô minh chui ra nhiều nhánh cây đâm xuyên qua trái tim đỏ chẳng qua người thu phục ngươi đổi lại là ta tà nay về sau ta chính là chủ nhân của ngươi khoảnh khắc tô minh thốt câu đó thì trái tim đỏ xuất hiện nhiều gân xanh mấp máy văng vẹo đó là nhánh cây trong người tô minh lan tràn khắp trái tim bùng một tiếng thanh âm khiến trời sao tan vỡ bổng vang vọng trời sao chỗ này thành mảnh vỡ biến mất bao gồm trái tim đỏ tô minh cùng tan biến tô minh ngồi khoanh chân trên bình đài hình tròn từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích tất cả chỉ là một trạng ảo thuật phát động từ đây nhưng bị Tô Minh giữ quyền chủ động, khi Tô Minh mở mắt ra, cột sáng trước mặt hắn chớp lóe kịch liệt, bên trên hiện ra mấy trăm cái tên từng vượt ải, hiện tài dần mờ đi. Bái kiến. Chủ nhân. Phía trước thanh âm lạnh lùng chẳng có một chút cảm xúc lại vang lên bên tai Tô Minh, Tô Minh cười, đứng dậy, xoay người đạp bước ra ngoài. Khoảnh khắc Tô Minh đi ra khỏi bình đài chỗ này xuất hiện giữa không trung, cột sáng bình đài sau lưng hắn vị trí cao nhất mấy trăm cái tên xuất hiện hai chữ đạo không. Màu sắc của nó khác với mấy cái tên mờ nhạt, đó là màu đỏ thấm như máu. Cái tên màu đỏ này chẳng những đại biểu Tô Minh là người thông quan với tốc độ nhanh nhất trong mấy trăm người, cũng đại biểu cho hắn là chủ nhân của đất chấn danh chỗ thứ hai. Chẳng qua người ngoài không biết những điều đó, nhưng Tô Minh hiểu, nếu hắn muốn thì có thể khiến những đệ tử từng vượt đất chấn danh chỗ thứ hai nổ tung mà chết. Nói chính xác hơn thì Tô Minh không thông qua ải, bởi vì hắn không có dựa theo quy tắc tiến hành từng bước một. Tô Minh dùng thủ đoạn mạnh mẽ trực tiếp trở thành chủ nhân quy tắc, vậy thì đương nhiên ở trên mọi người. Tô Minh đi ra, mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh bị rung động trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Tô Minh ở bên trong cảm giác thời gian dài nhưng sự thật hắn ở đất chấn danh chỗ thứ hai còn ngắn hơn chỗ thứ nhất, chỉ có 35 giây. Đây là người xung quanh từ khi Tô Minh bước vào đất chấn danh chỗ thứ hai lập tức đếm, thậm chí bàn cá cược của Đức Thuận chưa có bao nhiêu người cá thì đã kết thúc. Tô Minh lạnh lùng liếc mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh, lắc người lao hướng đất chấn danh chỗ thứ ba. Sau cơ hờ y Tô Minh rời đi, mọi người nơi đây mới phản ứng lại, xôn xao còn mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần tựa bão tố quét tới trong đám đông. 30 giây Thật sự là 30 giây, nghịch thiên, đạo không điện hạ này quá sức nghịch thiên, ta nhớ ra rồi, lúc trước khí huyết điện hạ được tiếng là có tư chất ưu dị nhất của đạo thần tông ta trong nhiều năm nhân vật như vậy dù lắng xuống hơn ngàn năm nhưng nếu xuất hiện thì sẽ chấn động mọi người người này rốt cuộc có tu vi gì sao có thể như vậy mới bao lâu chứ hắn hắn nhưng lại thông quan đất chấn danh chỗ thứ hai đây chính là vùng ảo cảnh người vượt qua chỉ có mấy trăm người các ngươi thấy hắn hắn định đi đất chấn danh chỗ thứ ba sao ta dám đánh cuộc, hắn muốn xông hết chính đất chấn danh nơi này, trong xôn xao và không thể tin, mấy trăm vạn tu sĩ dốc hết tốc độ đi theo bóng dáng Tô Minh, xé gió lao hướng đại lục thứ ba, đất chấn danh chỗ thứ ba, trong đám người, Mã Phi thở dồn dập, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tô Minh phía xa. Biểu tình của Mã Phi rung động, là sự dao động cả đời cô không thể quên, còn có Đức Thuận, dù rất chấn kinh nhưng lòng hỏ máu, thầm nhủ mình đã tính sai, không ngờ người này cũng bố như vậy nhanh chóng đi ra ngay, báo hại gã không kiếm được nhiều. Đức Thuận ngẫm nghĩ, lập tức quyết định bàn cược thì phải mở rồi, nhưng cần nhanh tay mới được, mở bàn cược, chúng ta tiếp tục, lần này là đất chấn danh chỗ thứ ba, mọi người phải nắm chặt thời gian, khoảnh khắc Tô Minh vượt qua đất chấn danh chỗ thứ hai thì tại đất hư vô sắc phong, mấy trăm vạn tu sĩ không đi theo hắn giờ không còn ai bình tĩnh được. Bọn họ biểu tình khó tin, không chút do dự bay nhanh đi, lao hướng đại lục thứ ba ngay cả mấy điện hạ cũng không đứng yên nổi nữa, không hẹn mà cùng biểu tình âm trầm hóa thành cầu vòng lao nhanh. Thậm chí đạo lâm, đạo pháp biểu tình trầm trọng chưa từng có, nhất chân dốc hết tốc độ, đất hư vô sắc phong vốn rất náo nhiệt giờ chỉ còn lại bốn người, trừ ông lão sinh cảnh bối ban ra, sau lưng đứng ba vị tông lão, chương 1077, đất chấn danh ba. Bốn người biểu tình rất bình tĩnh, không thấy ra có gì thay đổi, nhưng đều nhìn chầm chầm vào cầu vòng tô minh đi xa trong khung trời. Ông lão mặt đen biểu tình như thường nhưng lòng thầm cười lạnh, lão hy vọng tô minh càng nổi bật càng tốt, vậy thì chờ người lão phái vào thần nguyên trở về sẽ có hiệu quả càng tốt, coi như là huyết mạch xuất hiện sắc vàng. Xem như không thể lay động thân phận của hắn, nhưng ông lão mặt đen cần không phải lay động mà là lòng người. Chỉ cần đệ tử đạo thần tông đa số nghe thấy chuyện liên quan đạo không từ thần nguyên phế địa, chỉ cần họ nghi ngờ thì coi như ông lão mặt đen đã đạt thành ý nguyện ông lão mặt đen chỉ cần đệ tử đạo thần tông suy đoán vậy thì sẽ sinh ra nhiều tin đồn thế là cho dù hắn trở thành điện hạ nhưng bị người nghi ngờ thì không khác gì không có trở thành điện hạ phế bỏ một người không cần phế thân phận của hắn lòng người nghi ngờ và đồn đãi mới là vũ khí tốt nhất ông lão mặt đen cười nhạt tô minh ở trên bầu trời đã đến đất chấn danh chỗ thứ ba tô minh tới gần Viết mắt liền thấy chính giữa bình đài trên đại lục, cột sáng dựng thẳng, bên trong chỉ có 30 cái tên chớp lóe, trong đó chỉ 8 cái tên ở trên cùng, số còn lại nhỏ hơn chút, sắp hàng phía dưới. 8 cái tên này là 8 người thông quan, còn chữ nhỏ hơn đại biểu số bậc những người còn lại vượt qua. Tô Minh nhìn cột sáng, bên tai vang tiếng xé gió, là ngàn vạn tu sĩ ở phía xa từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, Tô Minh không thèm để ý mọi người đến, hắn nhấc chân phải bước vào bình đài khoảnh khắc tô minh bước vào bình đài bỗng nhiên trên bình đài xuất hiện bóng sáng to lớn dù bóng sáng mơ hồ nhưng có thể thấy đường nét đó là một gã đàn ông mặc giáp vàng gã đàn ông đầu đội mũ giáp vàng mặc áo giáp chớp lóe ánh sáng hai tay ở trước mặt ấn một thanh kim kiếm to lớn kiếm cắm vào mặt đất gã đàn ông nhắm mắt khi thân hình của gã chậm rãi rõ ràng lộ ra bộ dạng hoàn chỉnh thì chợt mở mắt ra bên trong lóe tia sáng giờ phút này bên ngoài có ngàn vạn tu sĩ lục tục tiến đến trong đó những người đến sớm nhất biểu tình nghiêm túc, thoát ra Tu Vi không yếu, có khá nhiều là kiếp dương. Đất chấn danh chỗ thứ ba nơi đây không như hai tầng trước. Tám người có thể xông qua dù không được sắc phong thành điện hạ nhưng đều là kiếp dương đại viên mãn. Có người nghi ngờ Tu Vi của họ đã đột phá giới hạn nào đó, trở thành trưởng duyên sinh diệt. Mặc dù bọn họ kêu phải điện hạ nhưng dù là 10 điện hạ thấy tám người kia đều phải khách sáo, tranh thủ họ ủng hộ. Ta thấy đạo không điện hạ có bản lĩnh xông qua hai chỗ đất chấn danh nhưng chưa chắc thành công ở đất chấn danh chỗ thứ ba. Đúng vậy, nên biết rằng coi như là đạo lâm, đạo pháp đều dừng bước ở bậc chính, không thể xông qua. Mặc dù đạo không có mạnh hơn rồi cũng sẽ dừng bước tại đây. Đúng thế, tám người này đều không tham danh lợi, có lẽ cũng không cần danh xưng điện hạ cho nên lần khiêu chiến này bọn họ căn bản không đến tộc nhân dòng chính mấy năm trước của đạo thần tông ta có nhiều người tu vi cao thâm đều bế quan, không thèm để ý sắc phong điện hạ. Đây là bởi vì tu vi của xa mười điện hạ không đủ, nếu không thì ngươi xem có cường giả dám tới khiêu chiến không. Đám người xì xầm bỗng nhiên ngừng bặt, nhìn hướng bình đài. Giờ phút này trên bình đài, gã đàn ông giáp vàng trước mặt Tô Minh hoàn toàn mở mắt ra, bên trong có hai tia chớp lượng lờ lạnh lùng nhìn hắn. Nơi đây là đất chấn danh chiến kim giáp, ta là kim tu trấn thủ được đạo thần tông che chở, cho đệ tử tông môn luyện tập chiến đấu. Từ 1 đến 9 bậc là ta phóng ra tu vi từ 1 tới 9. Nếu có thể một hơi lên từ 1 tới 9 thì có tư cách khiêu chiến ta dốc hết tu vi, giọng gã đàn ông mặt giáp ồn ồn. Người bên ngoài không thể nghe thấy lời gã đàn ông mặt giáp nói, chỉ có tô minh nghe được. Khoảnh khắc thanh âm truyền ra thì gã đàn ông mặt giáp tiến lên một bước, tay phải thuận thế nắm kiếm to màu vàng. Gã cất bước, tay phải cầm kiếm chỉ đơn giản dơ lên chém xuống. Cái chém này bùng phát ra lực lượng tu vi chỉ là trung kỳ vị giới, nhìn như bình thường nhưng rơi vào mắt Tô Minh thì quỷ tích chém xuống của kiếm to màu vàng có loại vạch phá quy tắc. Loại phát hiện này khiến bước chân Tô Minh định đạp ra chợt lùi lại, buông xuống bàn tay định ra đòn. Tô Minh thụt lùi nhìn chầm chầm một kiếm chém xuống, mắt chớp lóe, một kiếm rạch phá không gian khoảnh khắc đến gần. Tô Minh lờ mờ phát hiện quy tắc xung quanh trong chớp mắt có điều thay đổi, hình thành sóng gợn vô hình lan tràn bốn phương tám hướng dung nhập vào một kiếm tùy theo chém xuống đây là lực lượng trạm duyên pháp mắt tô minh lóe tia sáng nếu không phải hắn hiểu rõ trảm tam sát thì tuyệt đối không thể thấy ra trong một kiếm của gã đàn ông mặt giáp ẩn chứa lực lượng kỳ dị này ầm uhm, kiếm to màu vàng bỗng nhiên chém xuống tô minh rõ ràng thụt lùi muốn tránh đi để cẩn thận quan sát nhưng khoảnh khắc kiếm chém xuống thì hắn bỗng phát hiện không gian xung quanh biến đổi dường như vị trí hắn ở chủ động xuất hiện dưới kiếm chém tới không thể né tránh không chỉ là ẩn chứa lực lượng chém duyên lúc trước toát ra quy tắc thay đổi thay đổi là không gian vị trí của ta khiến một kiếm này trở thành nhất định chém trúng hay cho kim tu đôi mắt của tô minh lần đầu tiên lộ ra chiến ý đây là từ khi hắn tới đạo thần tông lần đầu tiên có cảm giác sụp sôi như vậy dù là trước đó khiêu chiến hay bậc lạc thạch dù trở thành chủ nhân ảo cảnh đều không thể khiến Tô Minh có chiến ý như vậy. Chỉ có giờ phút này chiến ý ngưng tụ, làm đôi mắt Tô Minh lóe sáng, không lùi nữa mà dơ lên tay phải một đấm đánh vào kiếm chém tới. Tiếng nổ điếc tai, kiếm to màu vàng vặn vẹo khi đụng vào nắm đấm của Tô Minh thì tán ra, nhưng có lực lượng chấn động mãnh liệt truyền vào tay phải của hắn, lan ra khắp người, làm hắn lão đảo. Dù không thuộc lùi nhưng trong người huyết khí lăn lộn, tình hình này làm chiến ý trong mắt Tô Minh càng mãnh liệt, xuất hiện tia sáng cố chấp, đây là thần thông kiếm thức gì, Tô Minh hít sâu, ý chí cố chấp trong mắt Tô Minh càng đậm. Nên biết rằng thân thể của hắn có thể lay động trưởng cảnh đại năng nhưng lại bị một kiếm chỉ là có thể so với trung kỳ vị giới khiến khí huyết cuồn cuộn. Trước đó Tô Minh không thể tưởng tượng ra, tu sĩ trung kỳ vị giới căn bản không thể thắng dưới một kiếm này, dù là hậu kỳ vị giới cũng khó chống cự, cái này cần vị giới đại viên mãn mới miễn cưỡng đỡ một kích kia, nhưng cuối cùng lực lượng chấn động sẽ làm bị thương. Hèn chi, hèn chi nơi đây chỉ có hơn 30 cái tên, chỉ 8 người thông quan. Chắc tu vi của 8 người này cực kỳ mạnh mẽ. Nhất kiếm tam thức, đây chính là nguồn uy lực của kiếm này. Nhưng vậy là trừ phi trong chính chỗ ông lão mặt đen ẩn dấu thần thông nào đó, nếu thật sự là vậy, chỗ thứ nhất và thứ hai ẩn dấu cái gì? Tiếc là lúc trước ta không chú ý đến. Cô Minh mắt chợt lóe. Gã đàn ông mặc giáp trước mặt Tô Minh hơi ngẩng đầu, tiếp theo ta sẽ sử dụng hai phần sức mạnh tu vi. Khoảnh khắc gã đàn ông mặc giáp thốt lời, gã nhất chân tiến tới, lần này vẫn giữ động tác cũ. Theo bước chân đạp tới, tay phải gã lóe ánh sáng vàng, kiếm to màu vàng lại xuất hiện chém hướng Tô Minh, lần này bùng phát ra không phải tu vi trung kỳ vị giới mà là hậu kỳ vị giới, thậm chí trên kiếm to màu vàng xuất hiện ánh vàng chói mắt, có tiếng rạch phá không gian vang vọng. Một kiếm chém tới, cùng là kiếm thức nhưng Tô Minh thấy nó sắc bén hơn trước gấp mấy lần. Mắt Tô Minh chớp lóe anh, nhớ kỹ quỷ tích cả đàn ông mặt giáp chém xuống, mãi khi thanh kiếm đến trước mặt hắn mới giơ tay phải vung hướng gã. Ầm, một tiếng, người Tô Minh lại lắc lư, khí huyết trong người lăn lộn càng kịch liệt, dù dây lát biến mất nhưng loại thần thông trình độ này khiến cố chấp trong mắt hắn càng đậm. Đến nữa, Tô Minh cười to, tiến tới một bước, mắt gã đàn ông mặt giáp chợt lóe, gật đầu, nâng lên tay phải, cùng một kiếm thức, cùng một động tác nhưng lại có tu vi vị giới đại viên mãn theo một kiếm kia giáng xuống, tiếng nổ vang vọng, lần này Tô Minh lùi nửa bước, Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt như sắp ngưng tụ một thanh kiếm to màu vàng, đến nữa, đôi mắt gã đàn ông mặt giáp có chút nghiêm túc, gã giơ tay phải mạnh vỗ trán. Từ người gã đàn ông mặt giáp truyền ra tiếng ca, tu vi kiếp nguyệt dao động bùng phát. Sau lưng gã đàn ông mặt giáp xuất hiện một phần kiếp nguyệt màu vàng, kiếm to trong tay gã ánh sáng vàng ngập trời. Đây là bốn phần lực lượng tu vi của ta, ngươi phải nhìn kỹ. Gã đàn ông mặt giáp lắc người, vẫn là quỷ tích một kiếm kia, nhưng khi chém xuống thì Tô Minh cảm giác mãnh liệt ở giữa không trung dường như kiếm rung lên. Khoảnh khắc kiếm rung, sự sắc bén của kiếm tăng gấp mấy lần, một kiếm chém xuống, tiếng nổ ngập trời, lần này Tô Minh lùi một bước. Gã đàn ông mặt giáp người rung lên, lùi một bước, ngẩng đầu, biểu tình kinh sợ, ngươi hiểu rõ còn kém một ít. Trong mắt Tô Minh ngưng tụ cái bóng kiếm to màu vàng, chấp lóe nhanh trong con ngươi của hắn. Tô Minh cố chấp một kiếm ném, không biết rằng bên ngoài ngàn vạn tu sĩ trông thấy hắn đấu với gã đàn ông mặt giáp, phát ra tiếng ầm ỉ ngập trời. Dù là những tu sĩ kiếp dương, điện hạ cũng biến sắc mặt, chương 1078, đất chấn danh 4. Hắn không phòng thủ mà công kích, xem như mấy người khác xong kim kiếm đài thì đa số phòng thủ là chính, dù sao kiếm thức của gã đàn ông mặc giáp này cực kỳ mạnh mẽ vượt xa lực lượng tu vi phát ra mấy chuyện này không phải trọng điểm quan trọng là đạo không điện hạ khiến kim tu lùi một bước không biết các ngươi trước kia có thấy không nhưng mấy năm nay ta chưa từng trông thấy có ai khiến kim tu lùi bước ta từng thấy rồi nhưng cái đó cần tu vi ít nhất là kiếp dương cảnh trong tiếng xôn xao của mọi người mấy điện hạ tới gần biểu tình âm trầm có tia hoảng sợ trong mắt dù là đạo lâm đạo Pháp cũng biểu tình nghiêm túc, đã là tầng thứ năm, thanh niên mặt lạnh, đạo lâm điện hạ lạnh lùng nói, một người chỉ phóng ra bốn tầng tu vi, một người là hết sức đối kháng, không có gì đáng kinh ngạc. Người đàn ông trung niên ôn hòa đứng cạnh gã, đạo Pháp điện hạ lạnh nhạt nói, trên bình đài, tô minh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông mặt giáp, bóng kiếm vàng trong mắt chớp lóe. Lúc trước Tô Minh và gã đàn ông mặc giáp va chạm một kích có thể khiến đối phương lùi một bước ra bởi vì phản lực Tô Minh hiểu rõ trong kiếm thức, loại lực lượng này có thể khiến người khí huyết toàn thân lăn lộn, nếu không đỡ nổi thì sẽ là khí huyết tan vỡ mà chết. Dù có thể chịu đựng, nhưng khí huyết lăn lộn khiến người toàn thân tê rần, ngươi vượt qua tầng thứ tư, ta sẽ phóng năm phần lực lượng tu vi. Gã đàn ông mặc giáp bình tĩnh nói, mắt gã đàn ông mặc giáp lóe tia sáng vàng, lực lượng tu vi kiếp nguyệt bùng phát ra người gã khí thế mạnh mẽ khoảnh khắc hình thành uy nhiếp vòng xung quanh giây phút khí thế kiếp nguyệt xuất hiện lại bùng phát đó là tu vi chỉ một chút liền tới kiếp dương so với tầng thứ tư trước đó dù nhìn như cùng cảnh giới nhưng sự thật phân chia mạnh yếu khác biệt rất lớn tô minh mắt chợt lóe gã đàn ông mặc giáp dơ lên tay phải vẫn là động tác đó vẫn là bước ra một bước kiếm to màu vàng mang theo khí thế rạch phá hư vô trong giây lát một kiếm chém xuống tô minh Tô Minh tiến tới một bước, không trốn không tránh, tay phải nâng lên, hai ngón tay thành kiếm, từ dưới đất vung lên trời. Giống như tay Tô Minh có thanh kiếm vô hình, từ dưới lên trên đụng chạm cùng gã đàn ông mặt giáp, tiếng nổ ầm ý quanh quẩn tám hướng, lần này người Tô Minh rung lên liên tục lùi ba bước. Gã đàn ông mặt giáp cũng rung rung lùi năm bước, kiếm to màu vàng đâm xuống mặt đất rạch một vệt dài, khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười, chiến ý trong mắt tựa ngọn lửa đốt cháy hừng hực không ngừng trong nụ cười, Tô Minh nhìn gã đàn ông mặc giáp, ngọn lửa trong mắt như có bóng kiếm ảnh vàng nhanh chóng ngưng tụ rồi vỡ ra, lại ngưng tụ, cứ thế vòng đi vòng lại, như thôi diễn kết cấu của thần thông, lại đến nữa. Tô Minh lắc người tiến tới trước, chủ động ra tay, gã đàn ông mặc giáp cầm kiếm to màu vàng dơ lên, tu vi kiếp dương bùng phát từ người gã, đây là sáu phần lực lượng, cũng là bậc sáu đất chấn danh chỗ này gã đàn ông mặc giáp bùng phát ra kiếp dương ngưng tụ vào kiếm to màu vàng nắm trong tay, toát ra uy lực đủ để uy hiếp những người kiếp dương đại viên mãn. Khi Tô Minh tới gần thì gã đàn ông mặc giáp ngửa đầu gầm lên, gã vọt ra, một kiếm quét ngang, giấy lên cuồng phong lao hướng Tô Minh. Cũng trong giây phút đó, hai ngón tay phải của Tô Minh thành kiếm, lại va chạm, cùng kiếm to màu vàng. Trong tiếng nổ, hai người thụt lùi, khóe miệng Tô Minh trào máu, gã đàn ông mặc giáp cũng hộc máu lần này hai người không nói chuyện, khi thụt lùi thì trên người gã đàn ông mặc giáp phát ra bảy phần lực lượng tu vi, khiến tu vi của gã tăng lên đến kiếp dương đại viên mãn. Gã đàn ông mặc giáp ở trình độ này chém xuống một kiếm có thể khiến trưởng cảnh đại năng con ngươi co rút, mạnh mẽ trong đám người. Khoảnh khắc tu vi bùng phát, gã đàn ông mặc giáp vọt tới trước. Chiến ý trong mắt Tô Minh càng đậm, bóng kiếm vàng nơi đáy mắt tan vỡ rồi lại ngưng tụ mấy lần. Tô Minh lắc người, hai người lại đụng chạm vào nhau lần này trong hai ngón tay phải của tô minh đối kháng cùng kiếm to màu vàng nhưng khi chạm vào kiếm to thì không khí xung quanh có sóng gợn đó là dấu hiệu thay đổi lực lượng quy tắc tiếng nổ ngập trời hai người cùng thụt lùi học nguồn máu nhưng không có vết thương gì máu là khí huyết hai bên chấn động nhau bứt ra khi tách rời tô minh ngửa đầu cười to lại lao lên bậc thứ bảy đạo không điện hạ vượt qua bậc thứ bảy không lẽ hắn thật sự có thể xông qua bậc thứ chín trở thành người thứ chín thành công thông qua chỗ này. Xem bộ dạng thì tuyệt đối không sai, nhưng không biết hắn có thành công được không. Bậc 8 còn đỡ, quan trọng là bậc 9. Theo ta thấy đạo không điện hạ chưa chắc thành công, dù sao bậc 9 khiến bao nhiêu thiên tài dừng bước. Ngàn vạn người thảo luận, họ nhìn chầm chầm tô minh, tình cảnh lúc nãy làm họ rung động, nổi lên vô số suy đoán. Trên bình đài, gã đàn ông mặt giáp lần đầu tiên lộ ra chiến ép trong đôi mắt bình tĩnh. Tu vi của gã đàn ông mặc giáp bùng một tiếng bùng phát tám phần, sơ bước vào trưởng cảnh. Loại lực lượng tu vi này là độ khó bậc tám. Trước kia những người xông tới bậc này đều phải thi triển nhiều pháp bảo để phòng hộ, đỡ một kích kinh người. Có thành công hay không liên quan na à đến pháp bảo, tu vi, cũng có liên quan tới gã đàn ông mặc giáp. Bình thường thì người có thể xông đến tám phần, gã đàn ông mặc giáp đa số sẽ cho họ vượt qua tiếng vào bậc chính. Nhưng nếu bước vào bậc chính, bản thân không có tu vi trưởng duyên sinh diệt thì không có khả năng thành công thông quan, vậy nên có khá nhiều người kẹt ở bậc chính, không cách nào thuận lợi thông qua na. Trừ phi tu vi đến trưởng duyên sinh diệt mới được cả đàn ông mặc giáp cho phép thông quan, nhưng tô minh thì khác. Gã đàn ông mặc giáp trấn thủ chỗ này nhiều năm, vạn năm qua chưa từng gặp người khiêu chiến giống như Tô Minh. Đặc biệt là Tô Minh rõ ràng học tập thần thông của gã đàn ông mặc giáp, càng khiến gã cực kỳ chú trọng là cho đến bây giờ dù ở bậc thứ 8 nhưng Tô Minh vẫn không có vẻ nghiêm túc, tu vi sơ trưởng cảnh bùng phát, người ngoài không phát hiện được. Tất cả hơi thở trên bình đài bị phong kín, người ngoài chỉ có thể dùng mắt thường nhìn, không cách nào trực tiếp cảm ứng, người thường xông tới đây, nếu có thể đến bậc thứ 8 này thì ta đa số sẽ cho họ vượt qua, nhìn bậc chính thuộc về sức chiến đấu của ta, nếu có thể hiểu ra, có thu hoạch thì có lẽ tu vi sẽ càng tăng tiến một bước nhưng đối với ngươi thì ta sẽ không làm vậy, mắt gã đàn ông mặc giáp lóe tia sáng vàng, tay phải vung kiếm to màu vàng, lần này gã đàn ông mặc giáp không bước ra mà dùng kiếm vung hướng Tô Minh, dùng cách đơn giản nhất bỗng nhiên chém, bình đài chấn động, tiếng nổ quanh quẩn. Kiếm to màu vàng chém qua vạch cầu vòng vàng lao hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải cũng giơ lên, dùng cách tương tự chém đi, lại là một tiếng nổ chấn trời, người Tô Minh mạnh rung động khí huyết lăn cuồn cuộn như sắp bùng hát khỏi cơ thể. Tô Minh thụt lùi, học ra nguồn máu mới đỡ chút, nhưng thấp người đau nhất, có mấy giây hắn như biến thành người thường, lại nhìn gã đàn ông mặc giáp, toàn thân giáp vàng phát ra tiếng két két, dù không vỡ vụn nhưng khi thụt lùi cũng học máu, nhìn kỹ, chỗ này là lực lượng bậc thứ 9, cũng là ta thả ra chính phần tu vi. Gã đàn ông mặc giáp vụt ngẩng đầu, máu nơi khóe miệng dây lát biến mất, khi gã đàn ông mặc giáp nói chuyện, từ người bùng phát ra lực lượng trưởng cảnh chân chính, không phủi sơ trưởng cảnh mà là bước vào trưởng cảnh nhiều năm, tích lũy đủ sâu mới bùng phát ra tu vi uy nhiếp. Tám người thông quan trước ngươi ở bậc thứ nhất có ba người trực tiếp chống đỡ vượt qua, năm người không đỡ được nhưng nếu họ đã bước vào trưởng cảnh thì đã siêu thoát cực hạn kim kiếm đài, nên ta khiến họ vượt qua. Nếu ngươi có thể giữ công kích lúc trước tan vỡ kim kiếm này, vậy ta sẽ phát ra toàn bộ tu vi, đấu với ngươi một trận, khi gã đàn ông mặc giáp bùng phát tô minh cất bước đi hướng tô minh trường kiếm chợt lóe ở giữa không trung hóa thành chính an ảnh trông như chính thanh kiếm cùng chém vào hắn đôi mắt của tô minh lộ ra chiến ý giơ lên tay phải hai ngón thành kiếm biểu tình nghiêm túc chỉ hướng kiếm to màu vàng đến gần một chỉ này là cầu vòng rạch phá hư vô va chạm với kiếm to màu vàng không một tiếng động tay phải của tô minh rung lên kiếm to màu vàng cũng rung rẩy tan vỡ tô minh văng ra sau lùi đến mép bình đài liên tục học vào nguồn máu, nhưng biểu tình của Tô Minh Lộ vui vẻ, không lau máu nơi khóe miệng, ngửa đầu cười to, ta hiểu rồi, thì ra là vậy, lấy ra toàn bộ tu vi của ngươi, chúng ta lại đến một lần, Tô Minh cất tiếng cười, giơ lên tay phải, hai ngón thành kiếm, có ánh sáng vàng xuất hiện trong hai ngón tay, đôi mắt Tô Minh lóe bóng kiếm không còn hư ảo mà như thực chất, thay thế con ngươi, tình hình này ở trong mắt ngàn vạn người bên ngoài thì họ phát ra tiếng ầm ĩ, bậc chính quả nhiên hắn xông bậc chính, không ngờ thật sự có người có thể một lần xông qua bậc chính. Ta nhớ lúc trước có nghe người ta nói nếu ai ở trong đất chấn danh chỗ thứ ba một lần xông qua chính bậc thì sẽ xuất hiện trạng thái mạnh nhất của Kim Tu, xuất hiện bậc 10 bị che giấu, bên ngoài ầm ĩ tiếng bàn tán, trên bình đài, gã đàn ông mặt giáp nhìn chầm chầm vào Tô Minh như muốn khắc ghi bóng dáng hắn trong lòng. Từ vạn năm trước, đất chấn danh này ghi chép trở lại, ngươi là người đầu tiên khiến ta xuất hiện toàn bộ Tu Vi ta sẽ nhớ tên của ngươi, đạo không? Ta không biết ngươi hiểu rõ bao nhiêu, nhưng nếu ngươi không hiểu ra thì bây giờ có thể rời đi, ngươi vẫn là người thông quan, bởi vì nếu không hiểu ra, ngươi sẽ không đỡ được trảm thần quyết của ta, chương 1079, đất chấn danh, năm. Hai ngón tay phải tô minh vung trước mặt, một vệt sáng vàng lập tức hiện ra. Khoảnh khắc ánh sáng vàng xuất hiện, xung quanh nổi sóng gần như có quy tắc biến đổi, hình ảnh này rơi vào mắt gã đàn ông mặt giáp, mắt gã sáng lên, khóe môi lộ nụ cười. gã đàn ông mặt giáp gật gù, nhắm mặt lại. chỉ hai giây sau, khi gã đàn ông mặt giáp lại mở mắt ra thì lực lượng tu vi chưa từng có bỗng bùng phát từ người gã. lực lượng này rõ ràng bị phong ấn, vì khi khí thế bùng phát, tràn và ngực gã có phù văn nữa trong suốt chớp lóe nhanh như đang áp chế gã phóng tu vi. chỉ có thể đến loại trình độ này sao? gã đàn ông mặt giáp thở dài, thì thào một câu. gã đàn ông mặt giáp ngẩng đầu đôi mắt biến thành màu vàng khí thế duyên cảnh mãnh liệt bùng phát từ người gã cũng được dù là trình độ này cũng xem như ta có thể dốc hết tu vi ra gần như hoàn chỉnh biểu hiện trảm thần quyết đạo không kiếm thức này có tên gọi là trảm thần ngươi hãy nhìn kỹ khi gã đàn ông mặc giáp thốt lời thì tay phải nắm lấy kiếm to màu vàng tay trái cũng nắm chui kiếm hai tay cầm kiếm gã đàn ông mặc giáp phát ra tiếng gầm khí thế muốn chém nát trời đất chém hướng tô minh trong mắt Tô Minh tràn ngập chiến ý, ngửa đầu cười to. Tay phải Tô Minh tỏa ánh sáng vàng chói mắt, tay trái giơ lên nắm lây cổ tay phải, động tác giống y như đúc, nhất chân chém hướng gã đàn ông mặt giác. Người bên ngoài nhìn thấy hai luồng sáng vàng giao nhau, đó là hai luồng kiếm khí vàng đụng chạm. Có tiếng vù vù làm tai họ ù vang, đầu óc trống rỗng, tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ, hai tay của Tô Minh thành kiếm chém phá hư vô, chặt đứt tất cả duyên pháp, chém duyên của gã đàn ông mặt giác kiếm to màu vàng cũng là lấy lực trảm duyên cắt đứt quan hệ giữa tô minh cùng thế giới này hai người dốc hết sức một kích đụng chạm là trảm duyên đối kháng theo sau hai loại quy tắc biến hóa xuất hiện ở sau lưng tô minh gã đàn ông mặt giáp đó là quy tắc bị kiếm dẫn động thác loạn không gian khiến kiếm rơi xuống chắc chắn chém trúng đợt đụng chạm thứ hai sau đó vang tiếng ngập trời hai ngón tay của tô minh va chạm với kiếm to màu vàng lực phản chấn thứ ba bỗng bùng phát người tô minh run bần bật trong tiếng nổ thụt lùi, bị quăng ra bình đài, rơi vào bầu trời bên ngoài, hộc máu. Gã đàn ông mặc giáp ở trên bình đài lùi đến mép bình đài nhưng ở đó như có màn sáng vô hình bắn gã văng trở lại, hộc ngụm máu, ngươi thắng. Ghi nhớ tên của nó, trảm thần quyết. Gã đàn ông mặc giáp mỉm cười nhìn Tô Minh, khi gã đàn ông mặc giáp nói chuyện thì tay cầm kiếm to vung một cái, trên bình đài có rất vòi rồng vòng quanh bên trên đỉnh cột sáng, như bị kiếm tước xuất hiện cái tên rồng bay phượng múa, đạo không, khoảnh khắc cái tên xuất hiện thì ánh sáng của cột sáng tỏa sáng vạn mét, long thú xung quanh nó rít gào. Gã đàn ông mặt giáp mỉm cười, thân hình dần trong suốt, biến mất trên bình đài, tô minh đứng giữa không trung, lau máu nơi khóe miệng, cúi đầu nhìn tay phải của mình, trong mắt dần lộ ra hưng phấn, kích động. Tô Minh không ngờ sông đất chấn danh lại sẽ được tạo hóa như vậy, mặc dù trảm thần quyết chỉ có một thức nhưng đủ để rung động tâm hồn, đó là thần thông tuyệt luôn bùng phát ra lực sát thương cực kỳ. Bản thân Tô Minh cảm giác nó có thể so với Di Sơn thuật. Có được thuật này cộng thêm Di Sơn, Tô Minh có nắm chắc chiến thắng đối thủ càng mạnh hơn. Trong khi Tô Minh ở giữa không trung nhìn gã đàn ông mặc giáp biến mất trên bình đài thì ngàn vạn tu sĩ xung quanh chính mắt thấy toàn bộ quá trình, im lặng rồi phát ra tiếng ồn điếc tai, tiếng ồn ào khuếch tán chất chứa hoảng sợ, hâm mộ không ngừng sôi trào. Mới có bao lâu, Hai tiếng đồng hồ chỉ mới qua một nửa mà hắn liên tục vượt qua ba chỗ đất chấn danh, ngay cả đạo lâm, đạo pháp tiền bối cũng không làm vậy được. Hèn chi đạo không điện hạ này lúc trước liên tục diệt ngàn người khiêu chiến. Bây giờ xem ra đám người đó đúng là không biết sống chết, các ngươi nói xem hắn có đi đất chấn danh chỗ thứ bốn không, trong tiếng bàn tán của mọi người, mây tên điện hạ lặng im không nói. Dù là đạo lâm, đạo pháp cũng con ngươi co rút, nhìn chầm chầm tô minh ở giữa không trung, áp lực chưa từng có tùy theo Tô Minh vượt qua đất chấn danh chỗ thứ ba mãnh liệt hiện ra trong tâm hồn của họ. Trong hư vô chính đại lục thượng giới, ông lão sinh cảnh bối ban trên đài sen cũng rung động, trầm ngâm, mắt chợt lóe. Chúng ta cũng đi nhìn xem, vị đạo không điện hạ này lúc trước thật đã xem thường hắn. Nhưng ta rất tò mò, thời gian ngàn năm có thể khiến tu vi của một người trên lệch đến vậy sao? Bối ban tông lão đừng tò mò, mấy ngày nữa lão phu sẽ cho ngươi biết đáp án ông lão mặt đen sau lưng ông lão sinh cảnh bối ban cười nói. Tuy nhiên, trong lòng ông lão mặt đen cũng tràn ngập hoảng sợ, lão biết rõ Kim Tu ở đất chấn danh chỗ thứ ba cường đại đến đâu, càng hiểu thì càng bị hành động của Tô Minh rung động. Hai tông lão đứng cạnh ông lão mặt đen cũng có nỗi lòng tương tự nhưng không lộ ra ngoài mặt, nghe lời ông lão sinh cảnh bối ban nói thì gật gù đồng ý. Bốn người lắc người, lập tức hóa thành cầu vòng bước vào hư vô, đi hướng đất chấn danh chỗ thứ bốn hiển nhiên bọn họ cảm thấy tô minh sẽ đến đây đất chấn danh chỗ thứ ba tô minh ở giữa không trung ngẩng đầu lên mắt chớp lóe hắn liếc người xung quanh lắc người không phải đi đất chấn danh chỗ thứ bốn mà lao tới chỗ thứ nhất từng xông qua bật lạc thạch mọi người ngay ra tốc độ của tô minh cực nhanh rạch phá hư vô tới gần đất chấn danh chỗ thứ nhất bước vào trong một lát sau tiếng nổ vang vọng khi tô minh đi ra thì vẻ mặt còn giữ lại nỗi vui sướng sau đó tô minh lại lắc người lần này bay tới đất chấn danh chỗ thứ hai, đất ảo cảnh đã bị hắn bóp méo ký ức. Mấy chục giây sau, Tô Minh lại xuất hiện, ngửa đầu cười dài, hay cho ông lão mặt đen, lạc thạch quyết, viễn tinh quyết, còn có trảm thần quyết, mỗi một chỗ ông lão mặt đen đều ẩn giấu một thức thần thông bên trong. Mắt Tô Minh chợt lóe, lách người đấm phá hư vô lao hướng đất chấn danh chỗ thứ bốn. Giây phút Tô Minh đi đất chấn danh chỗ thứ bốn thì trong đạo thần tông, 99 đại lục trung giới, 999 đại lục hạ giới, hơn 10 người đều đang bế quan cùng mở mắt ra. Bọn họ biểu tình lạnh lùng, mắt lóe tia sáng, những người này có 8 người tông qua tầng thứ 3, cũng có mấy người tư cách quá già nhưng không vào con đường trưởng lão mà rải rác đơn độc tu hành, cường giả đạo thần tông, cùng với bọn họ mở mắt ra, từng đợt thần thức khuếch tán sông hướng chính chỗ đại lục, hiển nhiên có người cho biết khiến họ bị hành động của Tô Minh hấp dẫn, muốn nhìn xem, đất chấn danh chỗ thứ 4, không nói vạn năm trước, vạn năm nay người có thể thông qua chỉ có một người, còn các bậc khác thì là 7 người, tổng cộng 8 người. 8 người này cũng chính là kẻ thành công thông QNA ở đất chấn danh chỗ thứ ba. cực minh động. Đây là cái tên ở trong đất chấn danh chỗ thứ 4 khắc sâu vào đầu đệ tử đạo thần Tông. Cực minh, một loại ánh sáng, đồng là vô số năm trước tồn tại ở phương bắc đạo thần chân giới, không biết vì nguyên nhân gì mà hình thành ánh sáng. Sau đó ánh sáng này bị đạo thần Tông lấy đi tu thành đất chấn danh chỗ thứ bốn. Tại đạo thần tông có cách nói thế này, đất chấn danh chỗ thứ bốn cần có tu vi trưởng cảnh mới có tư cách xung quan, nếu không thì tùy tiện thử sẽ bị ánh sáng cực minh tổn thương thần hồn. Cho nên, không có tuyệt đối tự tin thì không ai xông vào đây. Hiện tại ngàn vạn tu sĩ xung quanh trông thấy bóng dáng tô minh lao hướng đất chấn danh chỗ thứ bốn, ai nấy hưng phấn gầm rống, hóa thành cầu vòng lao theo, khung trời chấn động, tô minh đi ở trước nhất, lao nhanh, từ xa thấy cột sáng to lớn trên ông lão mặt đen ở trung tâm đại lục thứ bốn. Long thú bên ngoài cột sáng xoay quanh, phun nuốt từng đợt khí lạnh, chỉ là ánh mắt nhìn đã cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Nhưng nếu đã định ở tại đạo thần tông mượn chuyện này nổi danh chấn động thì Tô Minh không định điệu thấp, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đến gần đại lục thứ bốn. Tô Minh ngừng lại ở bên ngoài đất chấn danh, lạnh lùng nhìn, dù rằng Tô Minh đã quyết định xông qua đây, Hắn làm hành động họ thấy kiêu ngạo nhưng phải có nắm chắc nhất định. Cho nên giờ phút này Tô Minh nhìn tám cái tên trên cột sáng, một lát sau, bên cạnh Tô Minh lục tục có tu sĩ lao nhanh đến, đặc biệt là bốn người Bối Ban Tông lão sớm tới nơi. Họ không nói tiếng nào, đứng bên cạnh nhìn, chỉ khi từ trung giới, hạ giới hơn 10 thần thức giáng xuống thì Bối Ban Tông lão mới nghiêng đầu liếc một cái, biểu tình như thường ông lão mặt đen đứng sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang thì khóe môi cong lên cười lạnh, dần dần người kéo đến ngày càng nhiều, tiếng xì sầm vang lên, đạo không điện hạ này rốt cuộc có tính xông tiếp hay không, ta thấy chắc là sợ, cảm thấy không có nắm chắc cho nên chần chừ, cái này là đang lo không qua được, chưa chắc, nhìn đạo không điện hạ liên tục xông qua ba chỗ đất chấn danh, đều xếp hạng nhất đủ chứng minh tu vi của hắn siêu cao. Có lẽ các vị không biết, trước đó đạo phi tiên đã bị đạo không điện hạ giết chết trong lúc mọi người bàn luận thì thời gian chậm rãi trôi qua mười phút sau con người tô minh co rút hắn vọt tới trước xung quanh tĩnh lặng tô minh đã bước vào đất chấn danh